Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 43, Thất Tinh Tiên Lôi Trận. Bạch Nhàm ôm chặt trường quầy ly nửa khắc không chịu buông tay, nói câu nào cũng ghé sát vào bên mặt nàng mà nói, làm đầu nàng hoàn toàn hỗn loạn không có cách nào suy nghĩ. Huynh buông ra trước đã nào, trưởng quầy ly muốn đẩy Bạch Nham ra, thử hai lần đều vô dụng. Không buông, Bạch Nham lại nhẹ nhàng hôn lên khóe môi trường quầy ly một cái, trưởng quầy ly xưa nay biết bạch nham vô lại, nhưng không ngờ rằng hắn lại vô lại như thế, lần này để hắn chiếm hết tiện nghi mất rồi. Nói chuyện đứng đắn, huynh buông ra đã. Bạch nham lắc đầu, có chuyện gì đứng đắn cần nói ngay bây giờ sao? Trưởng quầy ly liếc trắng mắt, hỏi, đá vô sắc còn ở trong cơ thể mạc trúc tuyết. Vì sao huynh không sớm thu hồi lại? Nếu ta thu hồi, nàng ấy không thể sống. Thế không phải là huynh còn tình cảm với nàng ta sao? Trưởng quầy ly tức giận nói. Bạch Nham cười khẽ, nhìn nàng ghen tuông cực kỳ thích, nở nụ cười một hồi lâu mới giải thích, đá vô sắc một khi được lấy ra thiên đình sẽ cảm nhận được linh khí của đá vô sắc, tất nhiên sẽ phái người đến hạ giới thu hồi. Đến lúc đó nàng bảo ta trốn sao bây giờ? Nàng nỡ để ta bị bắt về, chịu hình lần nữa sao? Mặt trưởng quầy ly đỏ lên, sáng giọng không phải huynh gieo gió gặt bão sao? Giờ lại trách ta à? Ta nào dám? Bạch nham cười hỏi, chuyện đứng đắn của nàng hỏi xong chưa? Cái gì? Hắn hỏi như vậy là có ý gì? Bạch nham cười đến tà mị, ôm chặt nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi trưởng quầy ly, nụ hôn thật dài, không biết qua bao lâu hắn mới buông ra một ít. Trưởng quầy ly lúng túng nói, à, này, bạch bạch nói cho ta biết chuyện xảy ra trên núi tuyết Tây Lĩnh. Nụ hôn của bạch nham lại một lần nữa thành công che miệng trưởng quầy ly lại, cắt đứt lời nàng thật vất vả cho trường quầy ly có một cơ hội hít thở, hắn lại cười nói, ở thời điểm không đứng đắn không thích hợp nói chuyện đứng đắn, nàng thấy có phải không? Không đợi trường quầy ly hoàn hồn, nàng lại cảm nhận được đôi môi bạch nham. Khẽ hôn hay hôn sâu đều đã không thể thỏa mãn hắn, hắn muốn càng nhiều càng nhiều, muốn toàn bộ của nàng, tất cả của nàng. Bàn tay không an phận của Bạch Nham làm tim trường quầy ly đập mạnh, nhưng lại không nói được gì, ưm ưm. a à. Tòng Tố còn bị bọn họ bỏ lại trong sân, tuy rằng Bạch Nham đã giang kết giới, nhưng thế này cũng quá không ổn. Trưởng Quầy Ly hoàn toàn không thể ngờ Bạch Nham lại nóng vội, mất kiềm chế như vậy. Mà chính nàng thì sao, tuy là vừa thẹn thùng vừa xấu hổ lại vừa lúng túng, nhưng cũng vẫn nửa đầy nửa dựa vào hắn. Nếu nàng thực sự không muốn đã sớm ra tay dạy dỗ Bạch Nham một trận, chứ sao có thể giống như con mèo làm nũng thế này. Trong lúc hoảng hốt trường quầy ly cảm thấy như mình đang nằm mơ, bạch nham xưa nay không nóng không lạnh lại đột nhiên như đổi tính, trở nên bá đạo, vô lại. Bình thường hắn rất hay dối nói, sao nàng có thể khinh địch dễ tin hắn như vậy. Buông, buông, buông ta ra đã. Lúc này trường quầy ly thật sự dùng sức, cuối cùng cũng đẩy được bạch nham ra khoảng nửa cánh tay, nhưng tay hắn vẫn ôm eo nàng không chịu buông ra. Lại có chuyện gì đứng đắn nhất định phải nói ngay bây giờ à Bạch nham dường như bị trưởng quầy ly chiêu đùa thành quen, lần này lợi dụng cơ hội trả thù nàng, càng khiến nàng mặt đỏ tai hồng hắn càng cao hứng. Trưởng quầy ly do dự một lát vẫn quyết định hỏi ra miệng, vì sao yêu ta? Tục ngữ nói một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. 500 năm trước huynh bị tội lớn như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, sao huynh còn dám dễ dàng yêu một người khác? Nhớ đâu? Trưởng quầy ly bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, nàng không dám nghĩ lại càng không dám nói ra miệng. Nàng và Bạch Nham trước kia đều đã làm rất nhiều chuyện hoang đường liều lĩnh. Nhớ có một ngày Bạch Nham bị thiên đế bắt về cửu trọng thiên. Nhớ nàng ma tính nặng nề lại nhập ma đạo thị sát thành cuồng. Nhớ, nhớ cái gì, Bạch Nham dịu dàng nói, cùng lắm là chịu cực hình thần diệt bị hủy thần hình mà thôi. Bị hủy thần hình mà thôi, hắn bị tra tấn 100 năm, nay còn không biết sợ sao. Bạch Nham nhìn vẻ mặt hoảng sợ của trường quầy ly, không khỏi cười rộ lên, dịu dàng nói, đúng là chịu qua hình mới biết sợ, mới càng hiểu được cho dù là thiên thần cũng có ngày phải chết. Ta mặc dù tham sống sợ chết nhưng cũng không muốn phải cô đơn sống tiếp trăm năm ngàn năm nữa. Tịch mịch có đôi khi càng làm cho ta sợ hãi hơn cực hình thần diệt. Có người cùng ta vượt qua 300 năm, là quãng thời gian ta sống dễ chịu thỏa mãn nhất, ta luôn muốn có thể tiếp tục sống như vậy. Nàng thì sao, hay là muốn đẩy ta đi sao? Hai tay trường quầy ly đặt trên ngực bạch nham dần siết chặt túm lấy quần áo của hắn. Nàng sợ độc, sợ mình không còn gì, sợ khi tình tưởng say, khi mơ lại rơi lệ. Nàng rụi vào lòng bạch nham, khẽ thì thào một câu bạch nham không nghe rõ. Nếu vậy, ta sẽ cùng huynh chịu hình. Bạch nham hạnh phúc lại ôm chặt trường quầy ly vào lòng, vui vẻ cười nói, nàng hỏi ta vì sao lại yêu nàng, ta vừa rồi có nghĩ nhưng lại không nghĩ ra được, này vấn đề ta có thể không trả lời được không? Trưởng quầy ly chôn mặt ở ngực hắn, cười khẽ. Đáp án nàng muốn không phải Bạch Nham, mà là chính nàng. Cho dù Bạch Nham vì lý do gì lại yêu nàng đều đã không quan trọng, nàng đã quen những ngày có Bạch Nham ở bên cạnh, đã không thể cử tuyệt ôm ấp của hắn, tình yêu của hắn, ngọt ngào của hắn, đã không thể đẩy hắn rời xa, chỉ có thể thương hắn yêu hắn. Trong phòng hai người triền miên như keo như sơn, trong viện Tòng Tố lại khó hiểu không biết làm sao, càng đợi càng nóng lòng. Đêm đã khuya, gió cũng lạnh, may mà Tòng Tố mua không ít đồ chống lạnh về. Chính mình khoác một cái chăn lông ngồi ở bên đống lửa, thỉnh thoảng liếc nhìn vào căn phòng ọp ẹp kia một cái, liên thanh thở dài tiếp tục ngồi chờ. Ban đêm yên tĩnh, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm nặng nề vang dội, khiến Tòng Tố ngẩng đầu nhìn về nơi xa ngay sau đó lại là tiếng sấm cùng ánh chớp chói lòa chiếu sáng cả nửa bầu trời. Bạch Nham và trưởng Quỳ Ly đều có cảm giác cực kỳ nhạy bén, huống chi là xét đánh. Hai người trong phòng đồng thời nhíu nhíu mày trao đổi ánh mắt. Bạch Nham cười bỏ kết giới, trưởng Quỳ Ly vừa định đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng bước, mặt giận tái đi dùng giọng điệu ra lệnh với Bạch Nham đi tìm quần áo đến cho ta thay. Bạch Nham lúc này mới phát hiện quần áo trên người trường quầy ly từ chỗ cổ áo bị hắn xé đã rách toạc ra, lộ cả bên vai phải, trên da còn có rất nhiều vết máu, nhìn bê bối không chịu nổi. Hắn vội gật đầu, bước ra khỏi phòng trước. Tổng tố thấy Bạch Nham đi ra, vội vàng chạy lại, vừa định mở miệng hỏi lại bị Bạch Nham đoạt trước. Tiểu sư phụ có mua quần áo con gái về không? Hả, quần áo, Bạch Nham và trường quầy ly ở trong phòng lâu như vậy, vừa ra đã hỏi hắn quần áo con gái cái này bạch nham giải thích vai trưởng quầy ly bị thương quần áo bị nhiễm máu vừa rồi là dùng thủ thuật che mắt không cho ngươi nhìn ra thôi nhưng quần áo thực sự không mặc lại được nữa à à tổng tố gật đầu nói ta có mua chút quần áo về nhưng không biết có hợp hay không tổng tố quả thật mua rất nhiều quần áo về nhưng hắn là đàn ông còn là hòa thượng làm sao biết các chọn quần áo phụ nữ cho nên chỉ tùy ý chọn vài bộ hắn cảm thấy không tệ nhưng to nhỏ đủ cả bạch nham chọn một bộ màu hồng thêu hoa đào nhỏ vừa dáng người trường quầy ly cho nàng mặc trưởng quầy ly đổi quần áo không mất nhiều thời gian tiếng sấm ở phía chân trời càng ngày càng dày nhưng không thấy một giọt mưa nào trong lòng tòng tố bắt đầu có chút nghi hoặc đạo trưởng trời sắp mưa sao tòng tố hỏi bạch nham lắc đầu không phải sắp mưa là cửa thành phong đô mở ra Hả, tổng tố trong lòng không khỏi hoảng hốt. Cửa thành phong đô do con rối binh gác, là hắn chính mắt nhìn thấy. Cửa thành phong đô mở tức là có chuyện sắp xảy ra đúng không? Chúng ta đi nhìn xem. Trưởng quầy ly thay xong quần áo từ trong phòng đi ra, nói. Bạch Nham gật đầu, một tay kéo tổng tố dẫn hắn đứng lên mây bay đi. Trưởng quầy ly không biết từ khi nào đã ở bên cạnh bọn họ. Trong rừng cây ngoài thành yêu khí tràn ngập quanh quẩn, sương đen dày đặc gần như không nhìn thấy được cả mũi chân mình. Tổng tố vừa vào trong rừng liền bị sông ho sạc sụa, trưởng quầy ly đưa cho hắn một viên thuốc nhỏ, có mùi thơm ngát thoang thoảng, sau khi ăn vào lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Đây là thuốc gì, sao lại hữu hiệu như vậy? Tổng tố hỏi. Trưởng quầy ly đáp, ta mở tiệm quan tài cũng không chỉ một thời gian ngắn, sẽ phải tiếp xúc với người chết. Thuốc này đặc chế để ngăn ngừa thi hàn hủ khí, đối với yêu khí trương khí cũng có chút hữu dụng, nhưng tác dụng không lâu. Lát nữa nếu người thấy khó chịu thì nói cho ta biết. Đa tạ trường quầy ly. Ba người đi trong rừng không bao lâu, lại thấy tia chấp liên tiếp lóe lên. Lúc này sấm sét như mưa chỉ tập trung vào một chỗ. Vài tia chấp cùng dáng xuống xe tan màn xương đen dày đặc trước mặt, là cảnh tượng kỳ lạ tòng tố chưa bao giờ thấy. Thất tinh trận, trưởng quầy ly thốt ra. Tòng Tố khó hiểu hỏi, thất tinh trận là gì? Trưởng Quế Ly đáp, là một sát trận trong bí điển thượng cổ, do bảy người tạo thành, lấy pháp quyết dẫn thiên lôi vào trận. Bảy người pháp lực càng mạnh dẫn thiên lôi càng mạnh. Nếu bảy người này đều có đạo hạnh thượng tiên, vậy trận này có uy lực có thể giết thần diệt ma. Ta không biết trên đời còn có người dùng loại trận pháp này đấy. Thất tinh trận quả thật rất mạnh, nhưng cũng rất bá đạo trong bảy người bày trận chỉ cần có một người đạo hạnh không đủ thì rất dễ có khả năng không khống chế được thiên lôi chẳng những không giết được yêu ma trong trận còn có thể liên lụy đến đồng bạn đang bày trận bị thiên lôi đánh ngược lại thất tinh trận này cũng bị liệt vào cấm thuật nhân gian ít có người biết bạch nham tiếp lời nói xem ra đạo trưởng minh dục sẽ dùng ý đạo trưởng ý là trận pháp này do nhóm đạo sĩ huyền tôn giáo bày ra sấm xét vừa rồi cũng do bọn họ đưa tới nếu không phải bọn họ, đất thục này tìm đâu ra người bày trận. Bạch Nham nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Trưởng Quầy Ly nhìn hắn một cái, trong lòng cũng có dự cảm không tốt. Tổng tố có thể hiểu loáng thoáng nguyên nhân sắc mặt Bạch Nham và trưởng Quầy Ly không tốt. Nếu thất tinh trận mạnh như họ nói, mà đạo sĩ huyền tôn giáo phải bày ra sát trận như vậy, chứng tỏ bọn họ gặp phải yêu ma vô cùng mạnh. PS, anh đúng là Bạch Nham nhờ. Nhưng mà ta thích chương 44, ai thắng ai mất. Bụi sương mênh mông, luồng gió yêu ma thổi bốn phía. Cách đó không xa là những ánh chớp sáng lòa không ngừng giáng xuống, bụi đèn yêu khí cuồn cuộn nổi lên như lốc xoáy, mùi mục giữa phả vào mặt mang theo tiếng quỷ khóc bén nhọn thê lương, làm cho toàn thân tổng tố nổi da gà, kinh hãi không thôi. Năng lực cảm nhận của Bạch Nham và Trường Quầy Ly đều mạnh hơn tổng tố trăm ngàn lần, cho dù xung quanh ngập tràn yêu khí làm người ta ghê tầm cùng với tiếng gào khóc thảm thiết, bọn họ vẫn có thể nhận ra cách đó không xa rốt cuộc là cái gì khiến đạo sĩ huyền tôn giáo phải sử dụng đến sát trận như thất tinh trận. Tổng tố không nhịn được ho khan hai tiếng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Con dối binh, Bạch Nham nói, vừa rồi cửa âm ti mở rộng, con dối binh đi ra rồi. Con dối binh, Tổng tố hơi kinh ngạc, càng thêm nghi hoặc, con dối binh không phải canh giữ ở cửa âm ti sao? Sao bỗng nhiên chạy ra? Đúng vậy, còn chưa đủ loạn sao? con rối binh chỉ canh giữ ở trong âm ti, 800 năm chưa từng rời khỏi phong đô. Lần trước con rối binh xuất hiện ở thế gian đã đưa tới một hồi tai họa đáng sợ, mạng mấy vạn người chôn trong biển máu, thi cốt không còn. Cảnh tượng đó này nghĩ lại vẫn khiến trường quầy ly kinh hãi. Không biết lúc này sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây? Không chỉ hoãn lâu, Bạch Nham kéo tòng tố nhảy lên, chưa đến một cái chớp mắt lại hạ xuống đất đứng ở ngoài thất tinh trận có thể thấy rõ ràng bảy đạo sĩ mỗi người nghiêm túc thủ một phương, đều tự rút ra vũ khí, trong miệng niệm pháp quyết không ngừng. Trong thất tinh trận sấm sét liên tiếp đánh xuống một đám sương mù tối như mực, mơ hồ có thể thấy được khô lâu bạch cốt dương nhanh múa vuốt, dãy rùa cào xé, những tiếng quỷ kêu bén nhọn thê lương chồng chất không phân rõ rốt cuộc có bao nhiêu con rối binh bị nhốt ở trong trận. Trưởng Quầy Ly và Bạch Nham vội vàng nhìn lướt qua bảy người bầy trận, ngoại trừ 3 người đường phong còn có hai người chừng 40 tuổi ăn mặc gọn gàng, lấy trường thương cùng kiếm làm vũ khí. Bảy thất tinh trận cần bảy người, ngoài năm người này còn có hai lão đạo sĩ dâu tóc hoa dâm, mỗi người cầm một cây phất trần, pháp lực rõ ràng cao hơn đám người đường phong rất nhiều, trong miệng tiếng niệm pháp quyết dồn dập như chuông. Ánh sáng phát ra từ vũ khí trong tay cũng rực rỡ hơn đám đường phong rất nhiều. Cho nên hai người đó ngồi ở vị trí hàng đầu trong thất tinh trận, điều khiển trận pháp. Bạch Nham vuốt dâu, suy nghĩ một lát, thì thào nói, đây không phải hai lão bất tử Minh Tịnh và Minh Chí sao, sao lại cũng đến đây. Minh Tịnh và Minh Chí, trưởng quầy ly liếc mắt nhìn hai lão đạo sĩ dâu bạc, nghi hoặc hỏi. Ừ, bọn họ là sư đệ của Minh Dục, là người có pháp lực đạo hành cao nhất huyền tôn giáo. Cùng vai phải lứa với Minh Dục còn một người tên Minh Giác, đều đã sắp tu thành tiên. Bốn người bọn họ bao gồm Minh Dục đều đã một hai trăm năm rồi không rời khỏi núi Vân Đài. Xem ra lúc này tình thế vô cùng nghiêm trọng, nếu không minh dục cũng không tập hợp đám đệ tử đến đây, ngay cả mấy lão già vai vế cao nhất này cũng mặc kệ huyền tôn giáo chạy tới Tây Thục này. Bạch Nham đang giải thích cho Tòng Tố, bỗng nhiên vài tia xét mất khống chế không đánh thẳng vào trận mà đánh ra bốn phía. Một tia đánh trúng một gốc cây đại thụ to bằng hai người ôm ở ngoài trận khiến đại thụ gãy làm đôi. Một tia không làm bị thương ai chỉ đánh trúng mặt đất ấm ướt để lại một cái hố to chai đen một tia khác đánh thẳng vào một trong bảy người bầy trận. Ba người bạch nham hoảng hốt, người này còn chưa kịp hét ra tiếng đã tuyệt khí, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Mà bầy trận còn lại sáu người tuy có hoảng có sợ nhưng không thể động đẩy, pháp chú lanh lành không thể ngừng. Tổng tố còn chưa kịp nghĩ vì sao thiên lôi lại đánh chết một trong bảy người bầy trận, trưởng quầy ly cũng không kịp giải thích với tổng tố, nàng chỉ thuận tay mang theo hắn nhẹ nhàng hạ xuống bên người vừa chết trưởng quầy ly ấn tổng tố còn đang kinh ngạc xuống bắt hắn khoanh chân ngồi trưởng quầy ly tổng tố chưa lấy lại tinh thần bỗng nhiên bị trưởng quầy ly bắt vào trong thất tinh trận sợ hãi không nhỏ ngồi xuống thất tinh trận không thể thiếu người ta hai tay tạo thành chữ thập lấy chỉ trâu của ngươi ra pháp chú ta niệm một câu ngươi lặp lại theo mau trưởng quầy ly vội vàng phân phó chỉ mấy câu ngắn ngủi đã có thêm một tia xét dáng xuống Tòng tố làm sao còn có thời gian phân tâm hỏi, chỉ tập trung nghe trường quầy ly nói, cầm trì châu trong tay, lặp lại theo trường quầy ly niệm pháp chú. May mà trường quầy ly đúng lúc kéo tòng tố vào trong trận bổ sung chỗ thiếu, bằng không chờ thiên lôi giáng xuống thất tinh trận tiếp, sáu người còn lại cũng khó tránh khỏi vận rủi bị thiên lôi đánh trúng. Thình lình xảy ra kịch biến, trường quầy ly ứng biến trong nháy mắt khiến bạch nham đứng bên nhìn thở phào một hơi. Thật may mắn, may mà trưởng quầy ly biết pháp chú cô thất tinh trận may mà bọn họ đưa theo tòng tố vào rừng nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi thiên lôi mất khống chế không chỉ có người bày trận chết mà ngay cả bọn họ đứng bên cũng sẽ bị liên lụy kinh khủng hơn là nếu không thể tiêu diệt con dối binh trận pháp trưởng quầy ly giao cho tòng tố vốn không đủ để chống lại con dối binh dân chúng thành trấn xung quanh chắc chắn sẽ bị giết sạch tiếng sấm từng trận bạch nham bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng hơn quay về phía trưởng quỷ Ly La lên một tiếng, ta đi phong đô nhìn một cái, sẽ nhanh chóng trở về. Trưởng quỷ Ly gật gật đầu, không trả lời, chỉ tiếp tục dậy tòng tố từng câu từng câu pháp quyết. Cổng âm ti rộng mở, con rối binh mới ra thành đã bị đạo sĩ Huyền Tôn giáo nhốt trong thất tinh trận, vậy phong đô giờ ra sao? Chẳng lẽ mở cửa thành chỉ để thả con rối binh ra? Nhưng vì sao phải thả con rối binh ra? nơi này cách phong đô chỉ mấy trăm bước nhưng vì yêu khí xương quỷ dày đặc mà bị ngăn cách. Bạch Nham chợt lóe hóa thành gió vội vàng tới trước cây đại thụ ở lối vào phong đô, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng hỗn chiến càng khủng bố nguy hiểm hơn. Bốn đệ tử của phong cơ đang đánh nhau với bốn yêu quái dưới chướng quỷ mẫu hỏa linh, mà phong cơ ở một bên đang rằng co với một người khác. Xung quanh đủ loại yêu ma như hồ rình mồi, nhìn có vẻ giống địch hơn đồng minh người đang đánh với phong cơ là một người phụ nữ trung niên chừng 3 40 tuổi, lưng hơi còng, tóc tai bù xù, sắc mặt vàng như nến nhìn như có bệnh. Người này không phải lục cô nương bán rượu ở phong đô sao? Làm cho Bạch Nam giật mình không chỉ có hai nhóm đang đối chiến hoặc các loại yêu ma bốn phía dục dịch, mà là lão đạo sĩ tóc trắng xóa mặc đạo bào đứng trước động trên thân cây đang dùng cấm chú bịt kín đường đến phong đô từ trong động trên thân cây mơ hồ truyền đến tiếng gào thét không biết là cái gì đang muốn phá tan cấm chú đi ra. Có hai con rối binh đang cuốn lấy lão đạo sĩ kia, dường như là đang ngăn cản hắn phong kín cửa động. Thục bỗng nhiên xuất hiện nhiều đạo sĩ như vậy, trước mắt này không phải trưởng giáo huyền tôn giáo đạo trưởng Minh Dục thì là ai. Ngay cả Minh Dục cũng tự mình đến đây, trận ác chiến ở phong đô này chỉ sợ sẽ càng kinh khủng hơn núi tuyết Tây Lĩnh lần trước xung quanh tụ tập hơn 10 yêu ma không biết đang bị ai thao túng, mắt thấy phong cơ và lục cô nương dùng toàn lực ra tay, chúng nó sẽ tấn công ai. Muốn ngồi chờ xem trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi hay là muốn giúp các nàng quét dọn chướng ngại, ví dụ như minh dục. Bạch nham xuất hiện khiến cục diện hỗn loạn tăng thêm một phần áp lực, có mấy yêu ma tự nhận có chút đạo hạnh đã dần dần tới gần bạch nham, xem ra là không muốn để hắn nhúng tay vào. Thất tinh trận gọi tới càng ngày càng nhiều thiên lôi, yêu ma xung quanh đại thụ cũng càng khủng hoảng thô bạo. Minh dục pháp lực không kém đối phó với yêu ma quỷ quái bình thường dễ như bỡn, nhưng con rối binh thì không dễ ứng phó, bằng không cũng sẽ không mất công để đệ tử sư đệ mình bày ra thất tinh trận bao vây con rối binh. Cho dù là sát trận như thất tinh trận muốn tiêu diệt con rối binh cũng không dễ dàng, ít nhất phải dùng 7749 đạo thiên lôi mới có thể hoàn toàn hủy diệt con rối binh. Mà giờ phút này Minh Dục vừa phải tập trung toàn lực phong kín cửa động trên thân đại thụ, vừa phải ứng phó con rối binh khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, huống chi hắn mới chỉ tu thành bán tiên còn chưa phải thần tiên. Bạch Nham thấy tình thế hỗn loạn cũng không kịp nghĩ nhiều, rút kiếm cự khuyết ra tay giúp Minh Dục cản hai con rối binh. Minh Dục nhìn hắn một cái, tuy không nhận ra hắn nhưng nhìn đạo bào trên người hắn nghĩ là đồng đạo nên chỉ nói một câu, đa tạ. Con rối binh cực kỳ khó giết, Bạch Nham chỉ có thể kiềm chế chúng nó mà thôi mà Bạch Nham đột nhiên xuất hiện rõ ràng làm cho cả thế cục trở nên càng thêm khó lường. Lục cô nương nhẹ nhàng liếc Bạch Nham một cái, không thèm quan tâm đến hắn, nói với phong cơ, lão yêu bà, giao tinh nguyên cùng hòa vân thần đan của quỷ mẫu ra đây, ta sẽ coi như ngươi chưa bao giờ tới phong đô, chúng ta vẫn như trước nước giếng không phạm nước sông. Phong cơ ngàn năm đạo hạnh, nhìn qua trẻ hơn lục cô nương rất nhiều, thậm chí còn trẻ trung sinh đẹp hơn bốn đệ tử của bà ta, đúng là càng tu càng tinh bà ta đối với đề nghị của lục cô nương chỉ cười nhạt, nói, hừ, người nói thật đơn giản. Hiện tại hỏa vân thần đan là của ta, tinh nguyên quỷ mẫu cũng bị ta nuốt vào bụng, chỉ bằng ngươi có thể làm gì được. Chớ nói hiện tại con rối binh cũng sắp bị đạo sĩ này dùng thiên lôi diệt sạch, cho dù không có bọn chúng tự cho là thông minh xông vào đây làm loạn, chẳng lẽ ta phải sợ ngươi cùng con rối binh sao? Lục cô nương cũng không giận không gấp, dường như rất tự tin, nói, người đã muốn chết như vậy, tự mình đưa lên cửa thì cũng đừng trách ta xuống tay độc ác. Lập tức giơ tay lên, đa số yêu ma như hổ rình mùi xung quanh đồng loạt sông lên, lao về phía phong cơ. Phong cơ đi vào phong đô cũng dẫn theo không ít tay sai, vốn đại đa số yêu ma vây quanh bốn phía là nghe lục cô nương chỉ huy, nhưng một bộ phận là vâng mệnh phong cơ. Cái gọi là địch bất động ta bất động, giờ địch triển khai thế công chúng nó cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn, lập tức gia nhập hỗn chiến. Không bao lâu đủ tiếng quỷ khóc cùng sói hú dậy lên bốn phía, máu tanh cùng yêu khí bốc lên tận trời. Giống như phong cơ đã nói, đạo hạnh của bà ta vốn cao hơn tất cả yêu ma nơi này, huống chi trong cơ thể bà ta còn có hỏa vân thần đan cùng tinh nguyên của quỷ mẫu, muốn giết bà ta khó như lên trời. Đám yêu ma lao vào tấn công ngay cả góc áo của bà ta còn chưa chạm được đã bị roi mây của phong cơ đánh cho tan thành mây khói cũng khó trách đám yêu ma bao gồm cả lục cô nương không thèm để ý tới Bạch Nham và Minh Dục, đối mặt với kẻ địch mạnh như phong cơ, làm sao còn có tâm tư quan tâm đến hai người bọn họ. Bên này yêu ma đang hỗn chiến, bên kia Thất Tinh Thiên Lôi trận bỗng nhiên ngừng lại, trong khu rừng u tối bỗng ngập tràn ánh trăng, ánh trăng đỏ tươi, quỷ dị mà kỳ mỹ, làm cho Bạch Nham cùng Minh Dục đều ngẩn người. Là trăng máu, là trăng máu tròn như cái mâm. Thế gian mỗi lần gặp tai ương tất có điểm báo trước trăng máu chính là điểm báo trước, điểm báo trước nguy hiểm nhất. chương 45, thị sát ma tính. Thị sát, thị ham thích, thèm muốn sát giết. Mặt trăng to tròn sáng rõ, đỏ rực kỳ lạ, sau 7749 đạo thiên lôi, bầu trời đêm đen như tơ lụa càng làm nổi bật vầng trăng máu này. Yêu khí xương đen bốn phía ở dưới ánh trăng dần dần trở nên trong suốt lắng động lại, cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Trong lòng bạch nham lục bục một tiếng, Trang máu là điểm báo đại hung, chẳng những có thể tăng yêu lực cho yêu ma mà còn có thể khơi ra bản tính khát máu của chúng nó, làm cho đám yêu ma quỷ quái đang điên cuồng chém giết trong hỗn chiến càng thêm điên cuồng càng thêm thô bạo. Cách đó không xa, Pháp quyết thất tinh trận đã gần đến kết thúc, chỉ đợi xác con rối binh trong trận biến thành bụi bay đi là có thể thu trận. Trưởng quỷ Ly ngẩng đầu nhìn trang máu rực rỡ, trong máu dường như có cái gì đang dục dịch không yên, hít sâu một hơi, giống như có thể ngửi được mùi thơm ngát của nguyệt hoa thật khiến người ta say mê. Bảy người trong thất tinh trận nhìn con rối binh đều đã hóa thành đất thì thờ phào một hơi. Tổng tố chưa hết hoàng hồn, thu chỉ châu niệm rất nhiều lần A-di-đà Phật. Sau khi đạo sĩ huyền tôn giáo thu trận chuyện đầu tiên đương nhiên là chạy đến bên tổng tố, tiếc thương đồng môn đã chết. Sáu người khó nén bị ai gần như rơi lệ, không ngờ mới đến thục đã hy sinh một vị đồng môn. Bọn họ ngay cả cơ hội cứu giúp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị thiên lôi đánh, bi thương đến mức không màng hỏi xem tòng tố là ai, trưởng quầy ly vì sao biết được pháp quyết thất tinh trận. Qua một lúc, lão đạo sĩ thối vương bội kia bỗng nhiên phát hiện tòng tố là người buổi sáng hắn coi như yêu tăng, không khỏi nổi giận mắng là yêu tăng ngươi. Còn yêu thú lúc sáng đâu? Còn tên yêu đạo bạch nham kia đâu? Các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Mau mau thành thật khai ra. Bằng không đừng trách kiếm của ta vô tình. Trưởng quầy ly đang ghét hắn rong dài lại phiền toái, huống chi lúc trước nàng còn bị bạch bạch chọc tức, trong lòng sớm có tức giận mà không có chỗ phát tiết, vương bội là tự đưa lên cửa chịu chết. Vừa định ra tay, đường phong lại đứng dậy ngăn vương bội lại. Ngũ sư huynh, sư phụ còn đang phải đối phó với quần ma bên lối vào phong đô chưa biết cắt hung thế nào, lúc này đừng gây thêm chuyện. Huống hồ vừa rồi nếu không có vị tiểu sư phụ cùng vị cô nương này, đường phong lúc nói đến đó mới thấy rõ người dạy tòng tố niệm pháp quyết thất tinh trận là trường quỷ ly, không khỏi kinh ngạc trưởng quầy ly. Trưởng quầy ly cười cười, đáp, chào đường đạo trưởng. Vương bội kỳ quái nhìn đường phong hỏi, để biết cô gái này. Đường phong ngẩn người, nói, việc này lúc nào dỗi rảnh sẽ giải thích rõ ràng với sư huynh, đi giúp sư phụ quan trọng hơn. Các đạo sĩ huyền tôn giáo khác đều hưởng ứng đường phong, vội vàng cầm vũ khí đi theo đường phong đến gốc cây đại thụ. Trưởng quầy ly kéo tòng tố, chúng ta cũng đi nào một cái nhún người trong nháy mắt đã xuyên qua mấy trượng rừng rậm đi đến dưới tảng cây. Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn loạn, lục cô nương cùng một đám yêu ma vây công phong cơ, bốn yêu quái kiểm chế bốn đệ tử của phong cơ, bạch nham đang đánh với hai con rối binh, minh dục vừa phong ấn cửa động vừa vung phất trần đuổi đám yêu ma xông về phía hắn. Đạo sĩ huyền tôn giáo không cần suy nghĩ xông lên giúp minh dục trước. Tổng tố gần như không kịp nghĩ cũng gia nhập hỗn chiến mà trưởng quầy ly đứng ở dưới tàng cây, đôi mắt đỏ sẫm như máu, bên tai là tiếng quỷ rít ma âm, trong thân thì có một luồng khí hung áp dần dần bốc lên cao. Tay nàng siết chặt thành nắm đấm, khoát tay một cái, một thanh loan đao hình bán nguyệt hiện ra. Loan đao này hình dáng vô cùng kỳ lạ, lưỡi đao không phải một thanh sắc bén mà có hai đầu nhọn chia ra, giống như một đôi sừng. Trên sống đao được khảm một viên bảo thạch trong suốt phát ra ánh sáng nhạt, điều khác một ít đường vân kỳ lạ giống như hoa văn lại càng giống như văn tự cổ xưa. Bàn tay trưởng quầy ly nhẹ nhàng nâng lên, một đường sáng màu bạc lập lòe, chuôi loan đao này đột nhiên to ra gần bằng một người. Lúc này nhìn lại mới thấy đó không phải loan đao mà là cung bạc. Tòng tố, tránh ra. Trưởng quầy ly hô một tiếng, sử dụng pháp bảo, ánh sáng bạc chợt lóe mang theo một cái đuôi màu bạc thật dài bay lên không rồi phi thẳng về phía đám yêu ma. Tổng tố nghe thấy quay lại nhìn, chỉ thấy ánh sáng bạc đang lao đến. May mà trưởng quầy ly lên tiếng nhắc nhở mới giúp hắn kịp né qua, mà đám yêu ma còn chưa có thấy rõ ánh sáng bạc này là cái gì, chỉ thấy ánh sáng bạc xẹt qua trước mắt, ngay sau đó là máu tươi phun trào như suối, nguyên thần bị đánh nát tứ phân ngũ liệt, tan thành mây khói. Trong lúc điện quang hỏa thạch, ánh sáng bạc xẹt qua chỗ nào chỗ ấy tràn đầy huyết nhục bay tứ tung, ánh sáng bạc nhiễm máu tươi biến thành ánh sáng đỏ người hoặc yêu chứng kiến cảnh này cũng không khỏi kinh hồn táng đảm, mà khi cung bạc trở lại bên trường quầy ly, chuyện càng quỷ dị khủng bố hơn đã xảy ra. Máu trên cung bạc nhanh chóng bị hấp thu, cung bạc vẫn là cung bạc, giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì. Dưới ánh trăng đỏ rực, yêu ma cùng mọi người trong hỗn chiến đều ngừng tay, nín thở nhìn về phía trường quầy ly, sợ hãi lần sau nàng dùng pháp bảo, kẻ chết không toàn thây sẽ là mình điện quang thạch hỏa tiên quang si hua điện quang hỏa thạch tiên quang hua si ánh chấp tia đá lửa vốn là lời nói của phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt sát na vụt lướt qua hành động cấp tốc bỗng nhiên phát động bạch nham nhận thấy xung quanh đột nhiên an tính mới phát hiện trường quầy ly cầm pháp bảo của nàng đứng ở dưới tàng cây đang nhàn nhã nhìn mọi chuyện khóe miệng mang theo tia cười yếu ớt vô cùng thong dong vô cùng nhu hòa vô cùng xinh đẹp thật giống như nơi này không phải chiến trường như tu la mà là nhân gian tiên cảnh thích hợp uống một ít rượu cùng bằng hữu nói chuyện trên trời dưới đất hoặc là đánh mấy ván cờ. Trong lòng Bạch Nham trầm xuống, thầm kêu không tốt không tốt, nguy rồi nguy rồi. Trang máu ảnh hưởng rất lớn đến ma tính đang bị áp chế trong cơ thể trưởng quầy ly, mà đám yêu quay chém giết tranh đấu xung quanh càng làm cho nàng thô bạo thị huyết. Thêm nữa là hôm nay nàng bị thương mất máu, khát vọng của thân thể đối với máu tươi đã không thể khống chế, chỉ sợ Bạch Nham cũng không thể ngăn cản nàng giết chóc đám đạo sĩ đường phong nhìn trường quầy ly cũng cảm thấy trong lòng lạnh run. Nếu nói nàng là yêu ma nhưng nàng lại xinh đẹp giống như tiên tử, nếu nói nàng là tiên tử nhưng nàng lại hung tàn hơn cả yêu ma. Tổng tố nhìn nhìn Bạch Nham, trong lòng hắn có chút bất an, dường như đang đợi Bạch Nham cho hắn một đáp án, trường quầy bị làm sao vậy? Sau khi yên tĩnh, Phong cơ bỗng phá lên cười, ha ha ha, tốt tốt, lại thêm một kẻ muốn tham gia, Phong đô quả thật là vô cùng náo nhiệt trăm ngàn năm qua, đây là chuyện thú vị nhất ta từng thấy. Xin hỏi vị cô nương này là thần thánh phương nào? Lục cô nương liếc nhìn phong cơ một cái, cũng nhìn về phía trưởng quầy ly. Bạch Nham lắc mình trở lại dưới tàng cây giữ chặt trưởng quầy ly, sợ nàng lại ra tay, du dao, dừng tay. Trưởng quầy ly nhìn Bạch Nham mỉm cười, ta không sao, trận chiến này không giết không được. Vừa rồi ta muốn nói với huynh chuyện đứng đắn huynh không nghe giờ ta cũng không có thời gian giải thích cho huynh nữa. Phong cơ không phải không thể không giết, nhưng hỏa vân thần đan cùng tinh nguyên của quỷ mẫu thì nhất định phải cướp về. Đến lúc này trường quầy ly dù thế nào cũng phải giúp Bạch Nham, cho dù nàng sợ thiên khê, cho dù nàng đối với vân nhai còn có tình cảm sư huynh muội. Bạch Nham nghe trường quầy ly nói, có một chút an tâm. Nàng có thể khống chế sát niệm của mình tốt hơn hắn nghĩ, nhưng giờ phút này nàng còn khắc chế được không có nghĩa là ma tính của nàng sẽ không bộc phát nếu để nàng tiếp tục giết thế này thì chắc chắn sẽ phải đối phó thêm một ma nữa là muốn ép phong cơ phun ra thần đan và tinh nguyên đúng không bạch nham mỉm cười nói giao cho đám đạo sĩ thối huyền tôn giáo này là được rồi minh dục mang theo nhiều người đánh tới như vậy không phải vì cứu vất thế gian sao đừng giành nổi bật với người ta trong thời khắc nước sôi lửa bỏng như thế này cũng chỉ có bạch nham còn tâm trạng nói đùa dường như chỉ cần trường quầy ly không sao ngay cả trường hợp hỗn loạn máu tanh trước mắt hắn cũng có thể làm như không thấy phong cơ nhìn hai người thì thầm to nhỏ cười ha ha a à ôi lão đạo với cô gái xinh đẹp này không ngờ lại là một đôi ha 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 ta thật đúng là mắt mờ nên vừa rồi mới không nhìn ra sao nào các ngươi thương lượng xong cách đối phó với ta chưa hay là thương lượng xem làm cách nào đối phó với đám yêu quỷ đông nghìn nghịt nơi này. Bạch Nham liếc nhìn phong cơ một cái, lại nhìn qua trường quỷ ly, bỗng nhiên trầm ngâm một tiếng nói, ừm, bộ dạng này quả thật không thích hợp lắm, vậy như thế này thì sao? Bạch Nham đứng không nhúc nhích nửa phân, đạo bào đã biến thành gấm vóc tơ lụa, từ một lão đạo biến thành một vị công tử tuấn tú, cười hỏi trường quỷ ly, thế nào? Trưởng quầy ly liếc mắt xem thường, giờ là lúc để đùa sao? Tổng tố cùng đường phong đều hoa mắt choáng váng, kinh ngạc không khép được miệng. Đường phong nhớ rất rõ vị công tử này chính là phu quân của trường quỷ ly mà. Sao hắn lại là Bạch Nham? Hắn là người là quỷ là yêu hay là tiên? Bạch Nham cười rộ lên, nói với trường quỷ ly, nếu ta quyết định ra tay, sau này ta không thể tiếp tục giả làm lão đạo được nữa rồi. Hiện giờ bọn họ đi vào thục, tham gia trận hỗn chiến này, thực ra cũng không có ý tranh thắng bại, Ai lấy được thần đan hoặc nuốt được tinh nguyên của quỷ mẫu tăng cường pháp đều không liên quan đến bọn họ. Hoặc nên nói, chỉ cần không phải Thiên Khê thì sẽ không bất lợi cho bọn họ. Nhưng vì sao quỷ mẫu chết, vì sao Phong Cơ có thể cướp được tinh nguyên và thần đan của bà ta đều là nghi vấn rất lớn. Mà Phong Cơ trước mắt pháp lực mạnh mẽ hơn trước lại không hề có dấu hiệu bị thương, chỉ có một khả năng là do Thiên Khê nhúng tay vào. Bọn họ không tránh được lại càng không thể trốn, vậy chẳng thà như bây giờ chiêu cáo thiên hạ rằng Bạch Nham hắn muốn đối nghịch với thiên khê. Nhưng như vậy trường quầy ly lại càng thêm lo lắng. Bỏ lớp ngụy trang lão đảo, Bạch Nham không sợ thiên đình phát hiện hắn còn sống, phái thiên binh thiên tướng tới bắt hắn sao. Bạch Nham thấy trường quầy ly nhướng mày là biết nàng đang lo lắng cái gì, ghé vào bên tai nàng khẽ nói, yên tâm đi, một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới hạ giới. Đám thần tiên kia cho dù ai ai cũng nhàn hạ nhưng cũng sẽ không chú ý tới đâu. Hướng chi điểm xấu trăng máu xuất hiện, bọn họ còn phải vội vàng đối phó thiên tai. Chờ mọi chuyện trôi qua, chúng ta lại đổi thân phận tiếp tục sống. Hơn nữa, ta thế này mới xứng với nàng. Hay nàng muốn để cho lão yêu bà phong cơ kia nhục mà Trưởng quầy Ly Liếc Bạch Nham một cái, hắn thật sự là chịu bao nhiêu đau khổ cũng vẫn to gan lớn mật như trước. Ngày thường thích cằn nhằn nàng xúc động làm bậy, chính hắn cũng chẳng bình tĩnh hơn nàng là bao. PS thảo nào người ta bảo có người yêu thì thích làm đẹp. mươi 46, ngồi núi nhìn hổ đấu. Tọa sơn quan hổ đấu ngồi núi xem hổ đánh nhau, ý nói nhìn người khác tranh đấu với nhau cuối cùng là bản thân thu lợi. Tổng tố từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu tu Phật, ước chừng cũng đã 20 năm. Sư phụ luôn dạy hắn, bọn họ tu hành ở phàm trần nhưng tâm phải siêu thoát xuất thế, như vậy mới có thể bình tĩnh trước vạn vật trước sinh tử, mới có thể tiếp cận thiên đạo Phật đạo trải qua nhiều năm như vậy, hắn nghĩ hắn đã sớm có thể lạnh nhạt với thế gian trầm tĩnh ứng phó với tất cả biến cố. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện đạo hạnh của hắn vẫn quá nhỏ bé, từ sau khi ở Đan Thành gặp gỡ Bạch Nham và Trường Quỳ Ly, biến cố lũ lượt kéo đến khiến hắn không ngừng khiếp sợ, lần sau hoảng sợ hơn lần trước. Mấy tháng nay đã trải qua nhiều chuyện kỳ quái quỷ dị khủng bố ly kỳ như vậy, nhưng đến giờ phút này hắn vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với chuyện trước mắt. Bạch Nham không phải đạo sĩ trưởng quầy ly chẳng lẽ là yêu ma? Lần đầu tiên hắn bắt đầu hoài nghi có phải mình tin lầm bọn họ rồi không, thậm chí đã phạm vào lỗi lầm không thể cứu chữa được. Mà Thanh Vũ và Bạch Bạch có thể đã bị hạ độc thù. Phong cơ nhíu mày, lão đạo này bà ta vốn không để vào trong mắt, nhưng bây giờ... Bà ta hoàn toàn không phát hiện trên người hắn vẫn luôn dùng thủ thuật che mắt, rốt cuộc hắn là ai? Vì sao phải biến thành lão đạo sĩ trà trộn vào huyền tôn giáo? hoặc là lão đạo mới là chân thân của hắn, giờ phút này hắn chỉ đang lừa mình. Đạo sĩ huyền tôn giáo đều đứng sát vào minh dục, nhìn nhau khẽ đàm luận vài câu vẫn hoàn toàn không hiểu. Minh dục nhìn hai người dưới tàng cây, trong lòng cũng hoang mang. Bạch Nham chưa biết Bạch Bạch đã nói chuyện xảy ra ở núi tuyết Tây Lĩnh cho trường Quỷ Ly, phong cơ lần này là nhằm vào hỏa vân thần đan của quỷ mẫu mà đến. Bà ta quả thật có lòng muốn cướp, nhưng nếu không có thiên khê âm thầm suối dục, chỉ bằng một mình phong cơ sao có thể lấy mạng ra đặt cược dám tới phong đô một mình. Hơn nữa trường quỷ ly hiểu rất rõ những chuyện ở phong đô. Quỷ mẫu hỏa linh vốn là người tu đạo, ba ngàn năm trước lịch kiếp không thành nên mất đi thân thể, sau này tu thành tán tiên lại dựa vào hỏa vân thần đan không biết từ đâu đến một lần nữa tu thành thân thể. Bắt đầu từ khi đó bà ta mới tự xưng là quỷ mẫu hỏa linh, nhưng quỷ mẫu làm cách nào mà nắm được phong đô thì trường quỷ ly không rõ lắm chuyện ở phong đô rất phức tạp, nếu không phải trưởng quầy ly sớm biết thiên khê nhất định sẽ tham gia vào, cho dù nghe bạch bạch kể lại những chuyện đã xảy ra ở núi tuyết Tây Lĩnh cũng sẽ không nhìn ra manh mối. Nhưng nghĩ đến việc thiên khê muốn tìm linh nguyên ngũ hành thuần khiết để phá giải phong ấn của hậu khanh, trưởng quầy ly liền nghĩ tới một chuyện. Vân Nhài đã nói tuy linh nguyên thuần khiết khó tìm nhưng không phải độc nhất vô nhị, hỏa linh không phải là chỉ có một mình trường quỷ ly, quỷ mẫu cũng có thể. Quỷ mẫu vốn là phàm nhân cho dù tu thành tán tiên cũng không thể là linh nguyên thuần khiết, bởi vì bà ta có thân thể không thể siêu thoát hình hài. Nhưng sau khi bà ta lịch kiếp, tinh nguyên rời khỏi thân thể rồi mà vẫn tiếp tục tu hành thì có khả năng trở thành thuần khiết. Hơn nữa Hỏa Vân thần đan chính là đan dược thái thượng lão quân mất ngàn năm mới luyện thành, ăn vào có thể nâng cao pháp lực tinh thần gấp trăm lần, hơn nữa rất có ích với người thể chất hỏa, nhưng dược tính vô cùng bá đạo hơn nữa rất khó dung hòa thần khí trong đó thành của mình làm không tốt sẽ bị hỏa tính trong thần đan hủy đạo hạnh. Cho nên dù quỷ mẫu có hỏa vân thần đan trong tay đã lâu cũng vẫn không dám ăn chỉ dùng để tu luyện pháp thuật mà thôi. Cho đến một hai trăm năm gần đây bà ta mới có tự tin là đã có thể khống chế hỏa tính trong thần đan, vì thế bế quan tu luyện hơn 10 năm mới ra, khiến phong đô hỗn loạn. Nếu quỷ mẫu thật sự có thể đem dung nhập thần đan vào trong tinh nguyên của mình thì nhất định có thể hoàn toàn siêu thoát thần hình, khả năng tu thành thuần khiết là vô cùng lớn vậy có thể hiểu vì sao thiên khê đích thân đến phong đô, hắn đến không phải tặng lễ vật, mà muốn tới để bắt hỏa linh. Nói cách khác, phong cơ có lẽ đã bị thiên khê lợi dụng, ngàn dặm xa xôi chạy tới phong đô thay thiên khê dọn sạch chướng ngại mà thôi. Trưởng quầy ly sau khi cân nhắc, sao có thể để cho phong cơ mang theo thần đan cùng tinh nguyên của quỷ mẫu rời đi. Trận hỗn chiến đình chỉ, Bạch Nham thay đổi bộ dạng đứng bên người trường quỷ Ly, ở đây nhiều yêu ma quỷ quái hòa thượng đạo sĩ như vậy, sợ rằng chỉ có lục cô nương là bình tĩnh nhất. Lục cô nương mỉm cười nhìn hai người, vui đùa nói, tiểu nha đầu, nhiều năm không gặp, khó có dịp trở về một chuyến lại mang đến cho ta bất ngờ không nhỏ. Còn có tiểu tử kia cũng thật là, mỗi lúc một bộ dáng, nghĩ rằng làm vậy thì ta không nhận ra ngươi rồi. Bạch Nham từng đến phong đô điều tra trưởng Quầy Ly, vào tháp linh lung nhìn vô sinh hỏa của nàng, đương nhiên phải thông qua lục cô nương trước tình huống lúc ấy thế nào trường quỷ ly không rõ, nhưng nàng biết năng lực của lục cô nương, bà ta có thể nhận ra Bạch Nham cũng không có gì kỳ lạ. Trong lòng trường quỷ ly và Bạch Nham đều không rõ vì sao lục cô nương lại xuất hiện. Sự tồn tại của bà ta ở phong đô thân rất kỳ lạ. Theo lẽ thường mà nói, quản lý người ra vào, bảo vệ tháp linh lung lẽ ra phải do chủ nhân của phong đô cũng chính là quỷ mẫu hỏa linh làm, nhưng trên thực tế lại là lục cô nương. Mà bảo vệ mạnh nhất của Phong Đô là con rối binh đáng lẽ cũng do một mình quỷ mẫu Hỏa Linh điều khiển, nhưng nếu quỷ mẫu Hòa Linh đã chết, Tinh Nguyên và thần đan đều đã bị Phong Cơ nuốt vào bụng, vậy sao vừa rồi người khống chế con rối binh lại là Lục cô nương? Còn nữa, Phong Đô do quỷ mẫu đứng đầu, Phong Cơ nghênh ngang đi vào rồi còn có thể lấy thần đan cùng Tinh Nguyên của quỷ mẫu đi ra. Nếu đây không phải một âm mưu bí mật, Phong Cơ sao có thể dễ dàng đắc thủ? trưởng quầy ly và bạch nham cũng không tự chủ nghi ngờ trong những sự kiện này lục cô nương đóng vai trò gì trưởng quầy ly thoáng nghĩ quay về phía lục cô nương cười nói lục cô nương ta và bạch nham đều có chút giao tình với bà trường hợp như hôm nay thật quá hỗn loạn chúng ta thật sự không rõ đã xảy ra chuyện gì hy vọng lục cô nương chỉ điểm lục cô nương mỉm cười còn chưa mở miệng trả lời câu hỏi của trường quầy ly đã bị phong cơ giành nói tiểu nha đầu chuyện ở phong đô này không liên quan gì đến ngươi Ta thấy người đám đạo sĩ đó cũng không phải cùng đường, tội gì phải xen vào chuyện của ta. Ta và quỷ mẫu kết thù đã là chuyện từ hơn ngàn năm trước, đấu đá lâu năm như vậy kết cục hôm nay cũng đã nằm trong dự kiến, không phải ta chết thì là bà ta chết. Về phần Lục cô nương, ta nghĩ phong đô thiếu quỷ mẫu nhưng còn ngươi thì sẽ vẫn thái bình như xưa thôi. Giả vờ giả vịt còn chưa tính, chẳng lẽ thật sự muốn liều mạng với ta sao? Những lời phong cơ nói rất hợp y Bạch Nham và trưởng quỷ Ly lục cô nương cùng với phong cơ tranh chấp không phải vì quỷ mẫu mà là có nguyên nhân khác nhưng bản lĩnh của lục cô nương cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài trong lòng trường quỷ ly và bạch nham có chút không yên chuyện ở phong đô quá mức quái dị mà thiên khê từ đầu tới cuối vẫn chưa từng lộ diện mới là điều bọn họ lo lắng nhất nếu là vì thu thập thiên linh ngũ hành sao hắn có thể đuổi theo phong cơ cướp hỏa vân thần đan nuốt tinh nguyên của quỷ mẫu để tăng yêu lực lục cô nương thì sao Bà ta và Thiên Khê có giao dịch gì sao?" Bạch Nham liếc mắt ra hiệu với trưởng quỷ ly, dùng thuật thiên tính nói cho trưởng quỷ ly, chúng ta rút thôi, nếu là chuyện không liên quan vậy giao cho đám đạo sĩ minh dục kia đi, nếu Thiên Khê hiện thân chúng ta chắc chắn phải ác chiến một hồi. Trưởng quỷ ly hơi hơi vuốt cằm, mỉm cười nói với Phong Cơ, chuyện của các ngươi quả thật không liên quan đến chúng ta, từ trước đến nay quy định của Phong Đô thậm chí toàn bộ ma giới luôn là không xen vào chuyện của người khác. Chẳng qua ta và Bạch Nham đến phong đô cũng có chuyện của riêng mình, giờ xem ra chỉ có thể tạm thời chờ các ngươi giải quyết chuyện của các ngươi cùng với đám đạo sĩ thôi thích xen vào chuyện của người khác này trước, đợi kết thúc trận ác đấu này, chúng ta mới có thể vào phong đô. Dứt lời nàng cùng Bạch Nham ẩn vào đám xương, tòng tố sững sờ đứng đó đầu óc mờ mịt không hiểu gì. Bỗng nhiên cánh tay bị người ta kéo một phát, cũng biến mất vào trong làn sương mù. Trước khi tòng tố thất thanh kêu lên, Bạch Nham đoán trước đưa tay che miệng Tòng Tố, nói đừng lên tiếng. Lúc này Tòng Tố mới phát hiện hắn cùng Bạch Nham, trường Quỷ Ly đứng cách đại thụ chừng 10 bước, bảy đạo sĩ, phong cơ, lục cô nương cùng yêu ma khác bên ngoài vẫn đang đứng đó, chẳng qua bọn họ dường như không thấy mình. Đây là... Bạch Nham giải thích nói, chúng ta đang ở trong kết giới của trường Quỷ Ly, rất an toàn, bọn họ không nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta có thể nhìn, nghe thấy rõ ràng bọn họ chúng ta không giúp đạo sĩ núi Vân Đài sao? Tổng tố nghi hoặc hỏi, dưới tình huống hỗn loạn này, bọn họ đáng lý càng phải bày ra khí thế đi chém yêu phục ma chứ? Sao lại trốn sang một bên thế này? Trưởng quầy ly mỉm cười nói, người nhìn cho rõ, đám đạo sĩ này đã bắt đầu lập thất tinh trận, chẳng lẽ người muốn bị thiên lôi đánh sao? Tổng tố lúc này mới phát hiện thì ra trong lúc trưởng quầy ly và phong cơ, lục cô nương nói chuyện, đám đạo sĩ huyền tôn giáo đã đứng vào vị trí, giờ đang đứng ở bảy nơi khác nhau bao vây đám yêu ma ở trong quả nhiên là trận pháp thất tinh trận nếu không phải vừa rồi bạch nham kéo tòng tố vào kết giới hắn sẽ vẫn mờ mịt không biết làm sao chỉ một nhoáng sau quả nhiên bảy đạo sĩ đều rút pháp khí dẫn đạo thiên lôi đầu tiên đến thiên lôi trói lòa dáng xuống mang theo tia lửa xé tan màn xương máu dày đặc dưới ánh trăng máu thiên lôi tựa như một bảo kiếm lớn mà sắc bén bổ ngang trời cực kỳ khát vọng có máu tươi nóng bỏng có minh dục tự mình tỏa chấn, uy lực của thất tinh trận tăng lên rất nhiều, đã không còn là cảnh tượng giống như thất tinh trận lần trước. Thiên lôi dày đặc mãnh liệt, mỗi một đạo thiên lôi đều như mang cơn thịnh nộ của trời mà giáng xuống, như thể muốn toàn bộ thế giới đều lay động. Tổng tố ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra không cần bạch nham và trường quỷ ly ra tay giúp đỡ, đám đạo sĩ huyền tôn giáo này vẫn có thể diệt trừ đám yêu ma quỷ quái đó. Đang lúc tổng tố lạc quan ngây thơ nghĩ vậy, lại nghe thấy trưởng quầy ly mở miệng nói, Bạch Nham, huynh xem bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu nữa. Không biết, Minh Dục, Minh Tịnh và Minh Chí đều là những kẻ có chút đạo hạnh nếu bảy người bọn họ đều có tu vi như thế thì phong cơ có chạy trời cũng không khỏi nắng, đáng tiếc đám người đường phong pháp lực còn thấp chỉ sợ phải mất mạng thôi. Vậy sao chúng ta còn ở đây nhìn? Tổng tố quính lên, hỏi. Trưởng quầy ly lắc đầu nói, thất tinh trận một khi đã bắt đầu thì không tới phiên chúng ta nhúng tay. Giờ chỉ có thể chờ đợi đám đạo sĩ này có thể tiêu hao bớt một ít sức mạnh của phong cơ, tốt nhất là có thể làm bà ta bị thương một chút, vậy chúng ta mới có thể thành công ra tay, bằng không cho dù ta và Bạch Nham liên thủ cũng khó áp chế được phong cơ, càng miễn bàn giết bà ta. Làm sao có thể? Tổng tố nghĩ trường Quỷ Ly và Bạch Nham cũng không thèm để phong cơ và quỷ mẫu hỏa linh vào mắt, sao bây giờ lại nói không áp chế được bà ta? Bạch Nham giải thích, phong cơ ăn hỏa vân thần đan, yêu lực gia tăng không chỉ gấp 10, hơn nữa còn có tinh nguyên quỷ mẫu. Thực sự không dễ ứng phó. Chẳng qua chúng ta còn có cơ hội, trưởng quầy ly tiếp lời nói, hỏa vân thần đan không dễ khống chế, phong cơ đã nuốt thần đan vào bụng, sẽ không sợ sẽ bị thần đan gây thương tích. Chỉ cần chúng ta có thể khiến phong cơ dùng toàn lực, thì dựa vào khả năng của bà ta chắc chắn không thể hoàn toàn khống chế uy lực của thần đan, chúng ta hãy nhân cơ hội đó. Nói không chừng không cần ra tay, bà ta cũng sẽ bị thần đan phản phệ phá hủy nguyên thần tự tìm đường chết. Tổng tố mơ hồ hiểu được kế hoạch của trường Quầy Ly, nhưng như vậy không phải là muốn dùng đạo sĩ huyền tôn giáo làm vật hy sinh sao. Trường 47, Cướp Hỏa Vân Thần Đan Từng đạo từng đạo thiên lôi dày đặc từ trên trời giáng xuống, Tổng tố không nhìn ra vì sao đạo sĩ huyền tôn giáo lại bị vây ở tình thế xấu, đám yêu ma kia rõ ràng không chống đỡ được thiên lôi mà. Xung quanh mây mù dần dần tan đi, ánh trăng màu đỏ trải khắp mặt đất, cảnh sắc trước mắt kỳ dị mà lại vô cùng xinh đẹp. Tia sét màu trắng xuyên qua ánh trăng đỏ lạnh lẽo, bóng thân cây cổ thụ vĩ đại cùng cành lá tươi tốt in trên mặt đất, giống như cuốn tranh thủy mặc dần, dần dần trải ra dài đến vài dặm. Lại một đạo thiên lôi sắp giáng xuống, bỗng nhiên một tia sáng trắng xét qua trong thất tinh trận, một đạo sĩ huyền tôn giáo thấy mũi nhọn hướng về phía mình nhưng không thể né tránh, trong nháy mắt ngắn mùn cứ như vậy mà mất mạng. Thất tinh trận không thể thiếu người, một người đã chết thiên lôi không thể khống chế lung tung đánh xuống lập tức cướp đi tính mạng của một người nữa. Trong trận truyền đến tiếng phong cơ, ha ha, chút bản lĩnh ấy mà cũng dám đấu với ta, chê mạng mình quá dài sao. Trong lòng Minh Dục biết tình thế không ổn, hô, thu trận, Nhóm đạo sĩ huyền tôn giáo nghe lệnh lập tức thu pháp khí, thu thất tinh trận lại đứng cùng nhau. Tổng tố lo lắng kéo trưởng quầy ly nói, thất tinh trận không thể thiếu người, trưởng quầy ly chúng ta đi giúp bọn họ đi. Trưởng quầy ly lắc đầu, ta không giúp được bọn họ. Vì sao? Tổng tố vội la lên, lấy pháp lực của cô và đạo trưởng nếu gia nhập thất tinh trận nhất định có thể đưa tới nhiều thiên lôi mạnh mẽ hơn, phong cơ chắc chắn không thoát được. Ai? Trưởng quầy ly giận dữ nói người có điều không biết, ta và Bạch Nham không thể bày thất tinh trận. Vì sao? Bởi vì chúng ta không phải người phàm, mà thất tinh trận chỉ có thể do người phàm bày trận. Trưởng Quầy Ly giải thích nói, người tạo ra thất tinh trận chính là nữ thần thượng cổ cửu thiên huyền nữ. Thượng cổ là lúc người, thần, ma cùng tồn tại, hỗn chiến không ngớt. Loài người mặc dù đông nhưng yếu ớt, cửu thiên huyền nữ tạo ra trận này dụng ý là giúp người tu đảo ở nhân gian có cách chống đỡ thậm chí giết chết thần hoặc ma mạnh hơn mình gấp mấy lần thậm chí gấp trăm lần. Cho nên điều kiện đầu tiên để bày trận này là người bày trận phải là người phàm. Thần, ma, yêu quái, tinh linh, quỳ vào trận sẽ bị xét đánh, trừ phi có thể phá trận bằng không sẽ không ra được. Nếu không vừa rồi ta cũng sẽ không bắt ngươi vào lấp chỗ trong thất tinh trận. Tổng tố kinh ngạc, vậy nên làm thế nào bây giờ? trong đầu hắn lộn xộn, nhất thời cũng không nghĩ ra được gì, nếu thất tinh trận chỉ có người phàm mới có thể bày trận, vậy vì sao trường quỷ ly biết pháp quyết thất tinh trận? Thất tinh trận bị phá giải, mặc dù không làm phong cơ và lục cô nương bị thương, nhưng rất nhiều yêu ma không chống đỡ được bị thiên lôi đánh chết hoặc bị thương, ngay cả đệ tử của phong cơ và bốn yêu quái phong đô cũng vô cùng chật vật. Hai đạo sĩ huyền tôn giáo cuối cùng cũng còn có chút công lao. Bạch Nham luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi, Minh Dục đích thân đến, bày thất tinh trận, vì sao không dùng kính côn luân để chủ trận? Nếu mượn thần lực của kính côn luân, muốn áp chế phong cơ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Trưởng Quầy Ly nghe xong hơi gật đầu. Không sai, kính côn luân chính là thần khí thượng cổ, bảo vật chấn sơn của huyền tôn giáo, so với phất trần, bảo kiếm, pháp khí linh tinh của bọn họ mạnh hơn đâu chỉ trăm lần, vì sao Minh Dục không dùng? Bây giờ huyền tôn giáo đã có ba người mất mạng, tình hình rất nguy nan, minh dục có kính côn luân trong tay vì sao còn do dự chưa dùng trừ phi kính côn luân không ở trong tay minh dục bạch nham và trường quầy ly cho nhau một ánh mắt thần khí thượng cổ truyền lưu trong nhân gian chỉ có hai vật là kính côn luân và đá vô sắc mà thôi bọn họ vốn tưởng rằng dựa vào thần lực của kính côn luân đám đạo sĩ huyền tôn giáo kia may ra còn một con đường sống giờ xem ra nếu không ra tay thì chỉ còn nước đứng nhìn phong cơ giết sạch đám người còn lại nhưng nếu trưởng quầy ly cùng Bạch Nham ra tay, liên hợp với minh dục vây công phong cơ không chỉ phần thắng không lớn mà lục cô nương cũng sẽ được lợi. Cho dù bọn họ thắng cũng phải ứng phó với lục cô nương, đến lúc đó cũng vẫn là kiếp nạn khó tránh. Nếu không giúp, chỉ dựa vào minh dục sao đấu lại được phong cơ. Không đợi Bạch Nham và trưởng quầy ly nghĩ ra diệu kế, tòng tố đã không nhịn nổi, tự chạy ra khỏi kết giới của trưởng quầy ly, đứng về phe đạo sĩ huyền tôn giáo, giúp đỡ đám người đường phong đối phó với bốn đệ tử của phong cơ trưởng quầy ly nhíu mày tiểu tử tòng tố này là cái gì đầu thai vào vậy ngay cả kết giới của nàng cũng không nhốt được hắn tòng tố trong lúc vô thức đã phá kết giới của nàng bạch nham cũng rất nghi ngờ hỏi vừa rồi nàng dùng kết giới nào thiên viên cảnh hả người thường sao thoát khỏi thiên viên cảnh được trưởng quầy ly nói ai quan tâm hắn là thần thánh phương nào đầu thai linh thai giờ không phải lúc nghiên cứu vấn đề này. Trưởng quầy ly ngừng đầu nhìn bầu trời, trăng máu vẫn tròn vạnh sáng người những đám mây dày chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu dần che ánh sáng của trăng máu. Bạch Nham theo ánh mắt trưởng quầy ly nhìn lên trời, trầm giọng nói, nàng nghĩ xem sắp xảy ra chuyện gì. Thiên kiếp, trưởng quầy ly đáp, cửu trọng vân che lấp mặt trời, không phải phi thăng, binh giải một thì chính là hồn bay phách tán xem ra minh dục biết thiên kiếp của hắn sắp đến nên cố ý tới đây tìm cái đệm lưng. Ha, phong cơ ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện này. Nàng nghĩ minh dục có bao nhiêu phần thắng. Thiên kiếp sáng xuống, minh dục phải chịu 9981 đạo thiên lôi, mỗi một đạo thiên lôi đều đánh xuống chính chủ, lấy năng lực của phong cơ có lẽ chịu đựng được. Nhưng dùng bà ta làm kẻ chết thay, ta thấy bà ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho minh dục. Trưởng quầy ly nhìn cửu trọng vân càng lúc càng dày, nghĩ rằng thiên lôi thất tinh trận đưa tới không thể sánh bằng thiên lôi thiên kiếp hạ xuống. Minh Dục đang chuẩn bị liều mạng, hắn nghĩ thật hay, vừa muốn trừ ma cho nhân gian vừa muốn đắc đạo phi thăng. Tiên nhân trên cửu trọng tiên kẻ nào trà giỏi âm mưu hơn pháp thuật, thì ra thật sự có người muốn dựa vào loại biện pháp đầu cơ trục lợi này để phi thăng. Bạch Nham giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của trường quầy ly, nói, nàng kệ nó đi, đối phó với phong cơ mới là chính sự, minh dục phi thăng hay binh giải đều là tạo hóa của hắn. Cũng tốt, lôi hỏa thiên kiếp lợi hại hơn thất tinh trận, phong cơ dù có là đại yêu quái yêu lực mạnh mẽ cũng nhất định hao tổn nhiều nguyên khí, trưởng quầy ly đương nhiên vui vẻ đứng bảng quan. Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn lục cô nương đứng dưới gốc cây đại thụ Bà ta cũng có suy nghĩ giống trưởng quầy ly, cứ để lôi hỏa thiên kiếp giáng xuống, đúng là bất lo lại tiết kiệm sức. Bạch Nham và trưởng quầy ly ung dung đếm thiên lôi, nhìn lão đạo minh dục kia dùng mọi chiêu thức cuốn lấy phong cơ khiến bà ta dính không ít thiên lôi. Phong cơ tức giận đến mức liên tục ra sát chiêu, minh dục dù có phong cơ thay hắn chắn thiên lôi cũng bị yêu thuật của phong cơ làm bị thương không nhẹ. Trưởng quầy ly không khỏi thở dài, ta thấy khả năng cuốn quyết làm phiền của lão đạo sĩ huyền tôn giáo này thật không vừa. Nàng thật sự xem náo nhiệt đấy à? Bạch Nham cười khổ hai tiếng, nói, đã nghĩ ra cách ứng phó chưa? Cái này phải xem sự lợi hại của huynh. Trưởng quầy ly nhìn bạch nham một cái, khóe môi hơi nhếch lên. Vừa rồi không có chút chắc chắn nào, giờ lại giống như vô cùng tự tin. Ta! Ừ, trưởng quầy ly nói, nếu huynh có khả năng quấn quyết làm phiền người ta bằng một nửa minh dục kia là sẽ thành công. Hả? Huynh thu hút sự chú ý của lục cô nương là được. Nhìn bộ dáng trưởng quầy ly tràn đầy tự tin, Bạch Nham mỉm cười, được. 81 đạo thiên lôi giáng xuống suốt một canh giờ, trong đó có mấy lần nguy hiểm minh dục gần như không chống đỡ được đến lúc chịu xong thiên tiếp suýt bị phong cơ giết chết. May mắn có lục cô nương ở bên động tay động chân giúp hắn, bà ta đúng là bảng quan định làm ngư ông đắc lợi. Minh dục xem như thoát khỏi nguy hiểm, nhưng những đạo sĩ khác của huyền tôn giáo lại không may mắn như vậy. Bốn đệ tử của phong cơ ai ai cũng khó chơi, Minh Chí và Minh Tịnh đạo hạnh cao thâm có thể ứng phó, còn đường phong cùng mấy tên đệ tử kia tuy nỗ lực chống đỡ, nhưng qua nửa canh giờ đã biến thành cả người đẫm máu bại trận. Nếu không phải Bạch Nham thích xen vào, đưa bọn họ từng bước từng bước vào kết giới của mình, bọn họ có lẽ đã thành điểm tâm của đám yêu quái này. Mà chỉ châu của Tòng Tố từ khi dùng dâu rồng của Bạch Nham để sâu, uy lực nhân lên gấp bội, yêu ma bình thường không đụng được đến hắn. Cuối cùng cũng chỉ còn hắn và Minh Trí, Minh Tịnh kề vai chiến đấu, khiến Bạch Nham âm thầm khen ngợi hắn từ cửu trọng vân dáng xuống đạo thiên lôi cuối cùng, bổ thẳng vào minh dục, đau đớn không lời nào tả xiết, thiên lôi mang theo đốm lửa giấy lên quần áo minh dục, ánh lửa màu vàng cuốn tranh minh dục khiên đám yêu ma bao gồm cả phong cơ phải lùi xa một trường. Sau khi mây tan, trăng máu lại xuất hiện, ánh trăng màu đỏ chiếu xuống hòa với ánh lửa màu vàng, đau đớn trên cơ thể minh dục nháy mắt biến mất, giống như chỉ thở ra một hơi, cả người liền rực rỡ hẳn lên, ngay cả toàn bộ thế giới trước mắt cũng không giống trước minh dục nhìn thoáng qua sư đệ cùng đồ đệ mình ánh mắt lạnh nhạt mà lạnh lùng giống như nhìn hoa cỏ ven đường hắn không nói một câu nào với bọn họ theo ánh lửa vàng lấp lánh hóa thành một tia sáng biến mất trong ánh sáng rực rỡ của trang máu ngay khi đám người tòng tố sững sờ nhìn minh dục phi thăng trưởng quầy ly cởi bỏ kết giới chợt lóe một cái đã xuất hiện trước mặt phong cơ mỉm cười với bà ta trưởng quầy ly nâng tay để ở trước ngực phong cơ lặng lặng nhắm mắt lại không biết đang làm gì bạch nham thấy nàng hành động lúc này cũng đến bên cạnh lục cô nương nói lục cô nương đắc tội phong cơ nhìn minh dục phi thăng đúng là tức giận đến nổi trận lôi đình trưởng quầy ly đột nhiên xuất hiện muốn cướp thần đan càng làm cho phong cơ bốc hỏa bà ta khoát tay định túm lấy trưởng quầy ly biến nàng thành oan hồn dưới móng vuốt của mình thì ngực bỗng tê dần không biết trưởng quầy ly đã dùng pháp thuật gì lại khiến trong cơ thể bà ta như có lửa chạy loạn không cần đến nửa khắc trường quầy ly chậm rãi thu tay, hút một viên cầu lửa nhỏ màu đỏ từ trong ngực phong cơ ra, đúng là hỏa vân thần đan trong truyền thuyết. Phong cơ kinh ngạc không thôi trợn to hai mắt nhìn, nhìn hỏa vân thần đan mình nuốt vào bụng giờ lại bị trường quầy ly giữ trong lòng bàn tay, sát ý đột nhiên tăng vọt, gió yêu cuồn cuộn, lá bay như đao giống như có mắt đồng loạt phi về phía trường quầy ly. Trường cung của trường quầy ly lại xuất hiện, một ánh sáng bạc vụt qua chặn lại hết đám lá cây của phong cơ. Nàng lùi lại mấy bước, trên mặt vẫn như cười thản nhiên, nói: "Phong cơ, Hỏa Vân Thần Đan này xem ra ngươi không dùng được, thôi thì đưa cho ta đi." Dứt lời, liền đem Hỏa Vân Thần Đan đặt ở trên trường cung, lòng bàn tay nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, thần đan liền nhập vào bảo thạch trên trường cung của Trường Quỷ Ly, tức thì, trường cung được bao phủ thêm một tầng lửa trong suốt. Một binh giải, người học đạo chết vì binh khí của mình gọi là binh giải. Ý nói dùng binh khí để giải thoát đắc đạo chương 48, bốn cánh màu vàng. Sao, sao có thể? Phong cơ thì thảo tự nói, làm sao có thể? Nhà đầu này chỉ nhẹ nhàng đưa tay vào có thể lấy hỏa vân thần đan trong bụng mình ra. Thần đan bỗng nhiên giống như có sự sống, tự mình chạy ra, ngoan ngoãn chạy vào lòng bàn tay trường quỷ ly, lại ngoan ngoãn nhập vào trường cung của nàng. Sao có thể như vậy? Hỏa vân thần đan do chính thái thượng lão quân luyện chế mà thành, tính bá đạo khó khống chế. Phong cơ lúc đầu nuốt nó vào bụng cũng không cảm thấy được gì, nhưng trải qua thiên lôi thất tinh trận lại bị lão đạo sĩ minh dục kia gài bẫy hứng lôi hỏa thiên kiếp. Bà ta chỉ cảm thấy thần đan ở trong bụng mình xáo động, càng nóng cháy khó chịu, nhưng không thể ngờ rằng trường quầy ly có thể dễ dàng lấy thần đan đi như vậy. Đường Phong và những đạo sĩ khác còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần khi thấy kỳ cảnh minh dục phi thăng thành tiên lại đã thấy trường quầy ly lấy viên thần đan đỏ đậm kia, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào đến ngay cả Bạch Nham cũng ngẩn người, vừa rồi trường quầy ly cười tự tin như vậy thì ra là nàng đã sớm chắc chắn có thể lấy thần đan từ trong cơ thể phong cơ, nhưng rốt cuộc nàng làm bằng cách nào. Trường cung hấp thu thần đan dưới ánh trăng máu tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Trường quầy ly có thể cảm giác được thần lực mạnh mẽ của thần đan bắt đầu khởi động, dường như sớm không chịu nổi, khát vọng máu và sinh mệnh. Phong cơ, thậm chí quỷ mẫu hòa linh đều nghĩ hòa vân thần đan là vật chết ẩn chứa sức mạnh lớn lao, nhưng không thể ngờ rằng thần đan thái thượng lão quân hao phí ngàn năm luyện ra khó khống chế là vì nó có linh tính thậm chí có yêu ghét của riêng mình. Lúc minh dục độ thiên kiếp, trường quầy ly rõ ràng cảm nhận được trên người phong cơ bỗng nhiên trào ra khí nóng cùng linh lực của thần đan. Có lẽ do lôi hỏa thiên kiếp đánh lên người phong cơ làm cho hỏa vân thần đan sinh ra chống cự, làm cho nó bắt đầu sao động. Đây là phát hiện ngoài ý muốn khiến trường quầy ly mừng rỡ, nàng tuy là hỏa linh thuần khiết, nhưng chưa bao giờ gặp hay nhìn thấy hỏa vân thần đan cũng không biết mình lại có thể cộng hưởng với thần đan trưởng quầy ly vừa rồi đứng trước mặt phong cơ đưa tay thăm dò vốn định thử một lần không ngờ thật sự được thần đan đáp lại vì vậy thuận thế lấy thần đan ra hỏa vân thần đan rất có ích cho trường quầy ly không chỉ tăng pháp lực gấp nhiều lần mà còn có thể làm cho tu vi của nàng nâng cao một bậc phong cơ giận dữ không quan tâm nhiều tóm lại là không thể buông tha trường quầy ly cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, roi mây trong tay vung ra đánh về phía nàng. Trường cung của trường quầy ly lật chuyển dựng thẳng nghênh đón roi mây cùng yêu phong của phong cơ, bổ đôi đám khí đen cùng roi mây nhiễm màu xanh yêu dị. Một đám lửa đỏ đậm từ trường cung giấy lên, đốt dọc theo roi mây của phong cơ. Phong cơ hét lên một tiếng chặt đứt roi mây, hung tợn gào lên, nhà đầu chết tiệt kia. Rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Vì sao phải đối nghịch với ta? hôm nay cho dù ngươi có thể ỷ vào hỏa vân thần đan thắng ta, ngày khác chắc chắn sẽ có kết cục như quỷ mẫu. Hừ, ngày khác, ngươi không đợi được ngày khác đâu. Trưởng quầy ly nhờ hỏa vân thần đan mà pháp lực tăng mạnh, đánh với phong cơ một trường đã thấy mình có vài phần phần thắng. Tuy nói phong cơ nuốt tinh nguyên của quỷ mẫu, nhưng dường như cũng không mạnh như trường quầy ly dự đoán. Đánh với phong cơ có cảm giác là lạ, nhưng nàng cũng không biết là xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, giống như mọi chuyện đều quá đơn giản quá mức an toàn bên kia bạch nham nghĩ cách quấn lấy lục cô nương chẳng qua so với trường quầy ly thì tình thế tốt hơn một chút bởi vì lục cô nương dường như cũng không có ý đánh nhau chết sống với hắn giống như đang đùa giỡn với bạch nham suy nghĩ vẫn đang hướng về phía phong cơ và trường quầy ly bạch nham cũng vậy hắn sợ nhất lo lắng nhất chính là trang máu ảnh hưởng quá lớn đến trường quầy ly hơn nữa trường quầy ly lấy được hỏa vân thần đan pháp lực tăng mạnh muốn phá cấm chú của hắn càng dễ dàng hơn. Nếu để ma tính của trường quầy ly phát tác, hắn sợ không khống chế được nàng. Phong cơ thành ma ngàn năm cũng không phải là đối thủ bình thường, nữ bạt ở đan thành kia đã khiến trường quầy ly không chịu nổi, huống chi phong cơ ma lực cao hơn nữ bạt kia mấy chục lần. Cho dù Bạch Nham đã giải tầng phong ấn thứ bảy trên người trường quầy ly cộng thêm uy lực của hỏa vân thần đan, trường quầy ly vẫn không chiếm được thượng phong. Hết hợp lại tách, hết công lại thủ, phong cơ phẫn nộ đến cực điểm liều mạng dùng toàn lực muốn đoạt lại thần đan, trường quầy ly không có chút lợi thế nào, càng dây dưa trường quầy ly càng phiền chán, chỉ mong dùng một chiêu tiêu diệt phong cơ. Phong cơ tự cho mình rất lợi hại, ở ma giới ngoại trừ quỷ mẫu hỏa linh thì chẳng có mấy ai dám đối nghịch với bà ta. Nếu bảo bà ta có kiêng kỵ ai thì phải kể tới thiên khê và vân nhai, cho nên trường quầy ly xuất hiện, đoạt thần đan, đại chiến với bà ta đều khiến bà ta nổi trận lôi đình nhiều năm không nghiêm túc ra tay với người khác như thế này, lúc này đây giữa hai người chắc chắn phải có người sống kẻ chết. Trưởng quầy ly xưa nay không thích dây dưa nhiều, cũng không biết là do trang máu ảnh hưởng hay là do nàng càng giết càng hăng, bỗng nhiên mở một đôi cánh, bay lên giữa không trung nhìn giống như từ trên trời giáng xuống vậy. Bạch Nham thấy vậy biết ngay là tình hình không ổn. Trưởng quầy ly mở đôi cánh màu vàng rất lớn ra, khiến tòng tố cùng đám người phàm đều choáng váng phong cơ cũng ngẩn người, người rốt cuộc là cái gì vậy? Hừ, trưởng quầy ly khẽ hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn mở rộng đôi cánh ra. Lúc này nàng cũng xòe đôi cánh thứ hai trước giờ luôn bị che giấu ra, trên một cánh trong đó còn gắn phong ấn thứ sáu của bạch nham. Trưởng quầy ly hít một hơi thật sâu, dường như là đang hấp thụ toàn bộ ánh sáng từ trang máu vào cơ thể, ánh lửa trên trường cung trong tay càng rực rỡ hơn. Đôi cánh thứ hai của nàng dần dần mở rộng, so với đôi cánh thứ nhất thì nhỏ hơn một phần ba, màu cũng nhạt hơn. Tầng phong ấn thứ sáu của Bạch Nham bắt đầu chuyển động, phát ra tiếng vang khanh khách nho nhỏ. Lòng Bạch Nham trầm xuống, nàng đã có đủ sức mạnh tự cởi bỏ phong ấn của hắn. Bốn cánh, màu vàng, huyền điểu một, minh tịnh bỗng nhiên thì thào một câu. Trưởng quầy ly liếc minh tịnh một cái, từ từ cười, ha, không ngờ đạo sĩ thối này cũng có chút kiến thức vòng tròn phong ấn của Bạch Nham bỗng nhiên vỡ vụn thành đám bụi màu vàng rơi xuống sau đó biến mất. Trường quầy ly tự cười bỏ phong ấn, đột nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng, mỉm cười, trong nháy mắt cánh chim màu vàng hóa thành màu đen, tỏa ra yêu khí cực kỳ quỷ dị và mạnh mẽ. Dù sao, Bạch Nham khắp pháp quyết, do dự không biết có nên dùng chú diệt ma để áp chế ma tính trong cơ thể nàng, nhưng lại sợ niệm chú diệt ma sẽ khiến phong cơ có cơ hội làm nàng bị thương lão đạo đừng nhiều lời vô nghĩa, tiêu diệt lão yêu bà này rồi nói sau. Còn chưa dứt lời trưởng quầy ly đã hóa thành một làn màu xương đen bao vây phong cơ. Tổng tố chạy đến bên người Bạch Nham, hỏi đạo trưởng. À, ly công tử. Bạch Nham nhìn tổng tố dối rắm không biết gọi hắn như thế nào, cười khổ nói ta vốn họ Bạch. Bạch công tử, tổng tố gọi cái tên xa lạ, trong lòng cảm thấy là lạ, chỉ tiếp tục hỏi, trưởng quầy ly làm sao vậy? là trang máu kích động ma tính trong cơ thể nàng, nhưng ta nghĩ nàng có thể khống chế được. Nói là nói như vậy nhưng thật ra trong lòng Bạch Nham rất không chắc chắn. Cái gọi là ma sinh ra từ tâm, ma tính của nàng tồn tại đã lâu, tuy rằng Bạch Nham dùng 300 năm chậm rãi thanh tẩy ma tính của nàng, nhưng vẫn không chắc chắn. Dù sao cái này cũng có liên quan đến tính tình của nàng, tính tình bộ tộc huyền đều cũng không tốt lắm. Một bóng người chấp lên, trường Quế ly đã thoát ra khỏi làn xương đen kia, mở ra bốn cánh che nửa bầu trời không, trường cung ở trước người nàng. Trường quầy ly vươn tay phải chạm lên trường cung, chậm rãi kéo về, giữa ngón tay liền hiện ra bốn mũi tên hỏa vũ. Nàng nhẹ nhàng buông tay, bốn mũi tên bay vụt vào đám xương đen, lập tức giấy lên ngọn lửa màu vàng, đúng là tam muội chân hỏa. Nếu là lúc trước, tam muội chân hỏa chưa chắc có thể gây khó dễ cho phong cơ, dù sao thời gian bà ta thành ma cũng đã lâu, tam muội chân hỏa không đốt được đến nguyên thần của bà ta. Nhưng hôm nay trường quầy ly có hỏa vân thần đan trong tay, uy lực của tam muội chân hỏa tăng vọt đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của trường quầy ly. Phong cơ bị nhốt trong đám lửa không thoát ra được, giếng rít gào tê tâm liệt phế khiến đám người phàm tòng tố, đường phong nghe mà đau đầu muốn nứt ra, phải bịt kín lỗ tai. Trường quầy ly một lần nữa lại kéo cung, 12 mũi tên hỏa vũ bắn ra, nàng phải hoàn toàn đốt phong cơ thành cho bỗng nhiên một cơn gió yêu dị thổi đến, trường quầy ly bất giác run rẩy cảm giác này. Rất quen thuộc lại dường như thật xa lạ, nàng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trăng máu đã ngả về phía tây, ánh sáng cũng dần dần nhạt đi rồi. Cơn gió kia làm cho cảm giác bất an của trường quầy ly càng tăng thêm. Cuồng phong gào thét, cát đá bay tứ tung, quần áo bằng gấm vóc màu trắng không biết từ nơi này phi đến vây lấy phong cơ trong cầu lửa màu vàng rồi cuốn đi. Mọi người nhìn theo dải gấm trắng, chỉ thấy một chàng trai mặc đồ trắng yên lặng, thản nhiên nhiên đứng ở dưới tàng cây, dải gấm trắng kia đúng là ống tay áo của hắn. Dù sao đã lâu không thấy, ta cứ nghĩ rằng muội sẽ trốn đi thật xa cơ. Sao nào, bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cho nên tới đây giúp ta một tay sao? Chàng trai mặt không chút thay đổi, ngay cả miệng cũng không mở, lời nói của hắn đã truyền vào lỗ tai mọi người, "Mọi yêu ma." Trưởng quầy Ly Thu hồi bốn cánh hạ xuống bên cạnh Bạch Nham, không tự giác trốn sau lưng hắn, dùng thuật thiên thính hỏi chúng ta làm thế nào bây giờ. Bạch Nham nhìn trường quầy ly một cái, làm thế nào bây giờ. Hắn cũng đang nghĩ xem nên làm thế nào bây giờ. Chàng trai lại nhìn về phía lục cô nương, vẫn bình tĩnh như mặt hồ êm ả, à, giọng nói lại giống như có thể truyền khắp toàn đất thuộc, lục cô nương, nguyên thần của phong cơ ta đã lấy được. Tuy rằng đây không phải công lao của ngươi, nhưng cũng không sao, chuyện ta đã đáp ứng ngươi chắc chắn ta sẽ làm. Giọng nói vẫn còn bên tai, chàng trai đưa tay vuốt ve thân cây, Cửa động trên thân cây bị minh dục phong kín lại mở ra một lần nữa, phong đô là của ngươi, mời trở về. Hắn tuy nói mời, nhưng nghe thế nào cũng giống mệnh lệnh khiến người ta không thể cãi lại. Lục cô nương mỉm cười, nói, không hẹn gặp lại. Chàng trai hơi gật gật đầu, nhìn lục cô nương vẫy tay một cái đem con rối binh, bốn yêu quái cùng đám yêu ma về bên cạnh mình, dẫn bọn họ ngoan ngoãn về phong đô. Trong lòng Tòng Tố có sự cảm làm người ta sợ hãi, chàng trai này là ma quỷ so với con rối binh, yêu quái, phong cơ, lục cô nương nhất định càng đáng sợ hơn. Trong lòng hắn chỉ có một phán đoán, làm cho hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Một huyền điều xuất xứ từ Sơn Hải Kinh, là loài chim bốn cánh, lông màu vàng nhạt, thích ăn thịt chim ưng, tính tình thô bạo, sống trên núi Bình Đình. Ban đầu huyền điểu có hình dáng giống chim én, sau này tùy theo các thị tộc, bộ lạc khác nhau mà phát triển và dung hợp. Huyền điểu dần biến thành có màu gà, chân hạc và đuôi công giống phượng hoàng. PS: Thiên sói ca đã lên sàn tung hoa lót đường cho boss phản diện thể hiện nào. Chương 49: Chí linh cuối cùng. Trang máu chậm rãi ngả về tây, ánh sáng đỏ rực rỡ nhạt dần, một đêm giết chóc dài đằng đẵng sắp chấm dứt cục diện hỗn loạn tại phong đô vì chàng trai áo trắng xuất hiện mà bình ổn tức thì, không ai dám nhiều lời. Chàng trai áo trắng chỉ mở ống tay áo đã có thể thu phong cơ vào trong tay áo, dù là lôi hỏa thiên kiếp của minh dục trước đây đã làm phong cơ bị thương, hay sau này trường quầy ly dùng tam muội chân hỏa bao vây phong cơ, hắn có thể nhẹ nhàng thu cả phong cơ và tam muội chân hỏa vào trong tay áo, chứng tỏ tu vi sâu không lường được, một đám yêu ma quỷ quái tính cả bốn đệ tử phong cơ mang đến trơ mắt nhìn phong cơ bị bắt, còn có thể làm được gì. Tất cả theo như như quỷ gối trước chàng trai áo trắng. Như như bái kiến huyền kỳ đế quân, trong giọng như như có chút run rẩy là sợ hãi không thể áp chế. Huyền kỳ đế quân liếc như như và đám yêu một cái, nhẹ nhàng khoát tay áo, đến từ đâu thì về đó đi. Tạ ơn đế quân, chúng yêu ma đều có cảm giác như chút được gánh nặng không cần một lát đều đã chạy mất tăm, cứ như thể bọn chúng chưa bao giờ tới phong đô, giống như nơi này vốn chưa từng xảy ra đại chiến. Lần này phong đô chết vô số, giờ phút này lại như bụi trong gió dễ dàng bị thổi đi không lưu lại một chút dấu vết. Đối với tổng tố cùng đám đạo sĩ huyền tôn giáo mà nói, đây chẳng khác làm nhục dẫm đạp lên bọn họ. Bọn họ vì cái gọi là vệ đảo, cái gọi là muôn dân thiên hạ, liều mạng đấu pháp cùng đám yêu ma này, bao nhiêu nhiệt huyết cuối cùng chỉ là hy sinh vô ích. Cuối cùng tất cả được bình ổn cũng chỉ vì mấy câu nói của vị Huyền Kỳ Đế Quân này, sao có thể cam tâm. Minh Tịnh, Minh Chí Cầm Pháp Khí nhìn chàng trai áo trắng đứng dưới tàng cây, trong lòng không biết nên làm sao. Huyền Kỳ Đế Quân không phải đối thủ bọn họ có thể đối phó được, nhưng chẳng lẽ muốn bọn họ chạy trốn sao? Đám sư điệt đều đang chờ bọn họ quyết định, Huyền Tôn giáo không có người nhu nhược, nếu có thể giết ma đầu này thiên hạ sẽ được bình an nếu không giết được bọn họ xả thân vì nghĩa cũng không làm thất vọng trời đất sư môn minh tịnh chỉ giật giật ngón tay huyền kỳ đế quân liền quay sang nhìn hắn ánh mắt không gợn sóng nhưng lại hoàn toàn nhìn thấu minh tịnh các ngươi còn đứng đây làm cái sống lâu quá cho nên chán rồi sao tên ma quỷ này ta minh tịnh phất phất trần thật sự muốn liều mạng cùng huyền kỳ đế quân đáng tiếc hắn còn chưa nói xong một bóng trắng xẹt qua minh tịnh suýt chút nữa đầu thân hai nơi mất mạng Minh tịnh rất không biết tự lượng sức mình, đối với huyền kỳ đế quân mà nói, đừng nói giết người, dù giết hết bá tánh trong thiên hạ cũng đâu khó gì. May mà Bạch Nham nhanh chóng khắp pháp quyết, đưa tổng tố cùng đám người đường phong vào kết giới của mình cứu Minh tịnh một mạng, vông tay một cái đã đưa bọn họ về phía đám mây chân trời. Lão đạo sĩ người thật chăm chỉ thay đổi hình dáng, dùng túi ra tốt như vậy trốn tận 300 năm liền. Huyền kỳ đế quân căn bản không có hứng thú với đám người phàm như con kiến đó, Giết hay thả cũng chẳng có cảm giác gì Hắn chỉ để ý trưởng quầy ly Trưởng quầy ly nhìn Bạch Nham một cái Nói nhỏ với hắn không bằng liều mạng đi Bạch Nham nhíu mày Trong lòng cân nhắc một phen Đánh bừa thì hai người bọn họ không thắng được huyền kỳ đế quân Thiên Khê Trong ma giới Tên Thiên Khê là kiêm kỵ Rất nhiều yêu ma đều không dám gọi thẳng Vì thế mới có danh hiệu huyền kỳ đế quân này Thiên Khê cũng chỉ mỉm cười xem như ngầm đồng ý Qua gần ngàn năm huyền kỳ đế quân ở ma giới thậm chí tu tiên giới không ai không biết không ai không hiểu, ngược lại tên thiên khê lại ít có người biết. Thiên khê nhìn hai người, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, dù sao năm đó tội muội trốn khỏi sư môn nể tình hôm nay muội thay ta xử lý phong cơ, ta có thể tha thứ cho muội cũng đỡ cho vân nhai suốt ngày che chở muội làm ta thêm phiền. Việc này không đề cập tới trong lòng trường quầy ly cũng đã bốc hỏa, huống chi bây giờ thiên khê còn bày ra bộ dáng như lão thiên vương đến xem trường quầy ly pháp lực của nàng không bằng thiên khê, nhưng nàng xưa nay kiêu ngạo làm sao chịu được thiên khê nhục mạ. Thủ 300 năm trước dù hôm nay không báo được, nàng cũng phải cho thiên khê chịu chút đau khổ, nếu không nàng quả thật không còn mặt mũi sống sót. Bạch Nham vừa thấy trưởng quầy ly nhíu mày là biết nàng bị thiên khê chọc giận, một tay nắm lấy cổ tay nàng, lấy thuật thiên tính khuyên, chúng ta không nên lấy cứng đối cứng, biết rõ ý đồ của hắn rồi tính. Trưởng quầy ly trong lòng thịnh nộ không thể bình tĩnh, nhưng phần nhiều vẫn là nghi hoặc. Nàng và Bạch Nam vốn tưởng rằng Thiên Khê đến vì quỷ mẫu Hòa Linh, nhưng hôm nay hắn lại thu nguyên thần của Phong Cơ. Từ tiểu thiếu gia Lâm ra vô cơ mất thích từ đan thành, đến đại nạn trên núi tuyết Tây Lĩnh, lại đến trận hỗn chiến ở cửa Phong Đô này, Thiên Khê tới bây giờ mới hiện thân, rốt cuộc hắn có ý đồ gì? Trưởng Quỷ Ly và Bạch Nam biết rõ tất cả mọi chuyện hắn làm nhất định có liên quan đến phong ấn ngũ hành trận, nhưng hành động của hắn, bọn họ thật sự không hiểu thả ta, ngươi không muốn cởi bỏ phong ấn ngũ hành sao? trưởng quầy ly thử hỏi, hòa linh thuần khiết đang đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? nếu ngươi muốn thả, ba trăm năm trước sẽ không đuổi tận giết tuyệt. thiên khê cười, nếu cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận mà chắc chắn cần muội thì lúc trước ta sẽ không hạ thủ lưu tình, để lão đạo này đưa muội đi như vậy đâu? niệm tình chúng ta là sư huynh muội, ta sao có thể đuổi tận giết tuyệt? nếu ta muốn muội nghĩ vân nhai có thể che chở nổi cho muội sao người nói người không cần ta làm tế phẩm trưởng quầy ly hỏi tế phẩm ta đã có rồi thiên khê mở bàn tay năm hạt châu lấp lánh màu sắc khác nhau bay lên không trung muội đoán không sai ta đến phong đô là vì tìm trí linh ngũ hành đa tạ du ra muội thay ta bắt phong cơ giảm bớt không ít chuyện cho ta giúp ta thu phong cơ cũng chính là một linh thuần khiết cuối cùng cuối cùng bạch nham và Trường quầy ly sửng sốt bọn họ không thể ngờ rằng phong cơ lại là trí linh cuối cùng. Có lẽ bọn họ đã sống những ngày thanh nhàn quá lâu, không biết thiên khê đã sớm thu thập được tứ linh. Không thể nào, ứng long 500 năm trước đã chết, sao ngươi có thể tìm được thủy linh? Trưởng quầy ly hỏi, quỷ mẫu hỏa linh chết trong tay phong cơ, sao ngươi tìm được hỏa linh? Ha ha, lấy đạo hạnh của phong cơ cùng lắm là đánh ngang tay với quỷ mẫu thôi, bà ta sao có thể giết được quỷ mẫu? Thiên khê cười khẽ, hình như là đang cười nhạo trưởng quầy ly ngây thơ, từ trăm năm trước ta đã lấy được nguyên thần của quỷ mẫu, kẻ phong cơ giết chẳng qua là một con rối của ta thôi. Trong lòng trưởng quầy ly chợt lạnh, một trăm năm trước phong đô đã mất chủ. Thiên khê dùng một con rối đã khống chế phong đô một trăm năm. Cho nên cuộc chiến lần này ở phong đô chẳng qua là một cái bẫy để bắt phong cơ. Nhưng nếu thu phục phong cơ, chỉ cần một mình thiên khê đã dư lực, vì sao phải bày ra cuộc diện máu chảy thành sông như thế này? không biết vì sao ta gây chiến với phong cơ. Thiên khê nói, đây chẳng qua là cái một mũi tên chúng hai con chim thôi, nhưng không mai lại để các ngươi phá hủy mất một con chim. Quần ma đại chiến trên núi tuyết Tây Lĩnh là vì hậu nhân của nữ hoa, cái này các ngươi đoán được đúng không? Bạch Nham và trưởng Quầy Ly đều có sự cảm không tốt, thiên khê vô duyên vô cơ nói nhiều với bọn họ như vậy chắc chắn có nguyên nhân, hơn nữa tuyệt đối không phải nguyên nhân tốt. Các người giấu thanh vũ ở đâu? huyết mạch của nữ hoa hiện thế, ta tìm rất lâu mới thấy, cũng không muốn bị các ngươi mang đi đâu. Người không biết không có tội, chỉ cần các ngươi giao thanh vũ ra đây, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Dựa vào cái gì, trường cung của trường quầy ly dựng thẳng bên cạnh, kêu u u như kiếm đã ra khỏi vỏ thuận thế chờ mệnh lệnh. Dựa vào cái gì, thiên khê nhìn năm viên nguyên thần trong bàn tay, nói, viên màu đỏ là nguyên thần quỷ mẫu hỏa linh, màu xanh là phong cơ, một viên là thổ linh nguyên thần vị tiểu thiếu gia lâm gia ở đan thành kia, một viên là kim linh 500 năm trước ta tìm được, mà viên cuối cùng này là thủy linh, các người đoán xem là ai. Lâm tiểu thiếu gia là thổ linh, Bạch Nham và Trường Quầy Ly đều không kịp nghi hoặc, chưa hiểu hết ý hắn đã nghe thiên khê nói tiếp, nếu các người muốn lấy lại nguyên thần của Đỗ Tuyền, mang thanh vũ đến đổi. Đỗ Tuyền đúng là thủy linh, nhưng đạo hạnh của hắn còn thấp không giải được phong ấn ngũ hành trận. Bạch Nham nói. Đúng vậy, nhưng hắn và các ngươi ở bên nhau 300 năm, dùng để trao đổi thanh vũ chắc cũng dư giả. Trưởng quầy ly hận nghiến răng, lạnh lùng nói, thanh vũ ở đâu có bản lĩnh ngươi tự đi mà tìm, ngươi cho rằng dùng đỗ tiền có thể uy hiếp ta sao? Ngươi quá coi thường ta rồi, đừng quên ly du giao ta cũng giống ngươi được cùng một sư phụ dạy thành ma, chưa bao giờ biết thiện tâm là gì. Dứt lời, trường cung cong lại bắn về phía thiên khê. Bạch Nham muốn ngăn cản cũng đã không kịp, trường quầy ly một lần nữa mở ra bốn cánh bay lên, thậm chí nàng đã hạ quyết tâm muốn liều mạng với thiên khê, vừa dùng trường cung kiềm chế thiên khê vừa tụ pháp lực phá bốn tầng phong ấn Bạch Nham hạ trên tay chân nàng. Dù sao, không được, phong ấn của Bạch Nham chỉ còn lại có năm tầng, phong ấn trên tứ chi trường quầy ly cũng đã có đủ sức tự mình giải, chỉ có một tầng phong cuối cùng trên nguyên thần trường quầy ly là nàng không thể tự cười bỏ nhưng chỉ có một tầng phong ấn cuối cùng không thể áp chế được ma tính cuồng bạo của nàng. Trưởng quầy ly lúc này toàn tâm toàn ý muốn đấu một trận với thiên khê, sao có thể nghe được bạch nham khuyên can. Hai tay nàng nắm chặt, hai phong ấn vòng trên cổ tay hiện ra, rắc rắc hai tiếng nhỏ rồi tự nứt vỡ, trưởng quầy ly lại dùng lực bóp nát hai tầng phong ấn. Nàng cởi bỏ phong ấn càng nhiều, sức mạnh vốn bị bạch nham áp chế lại càng lớn, hai phong ấn trên mắt cá chân gần như không cần nàng tốn sức cũng bị phá cánh chim màu đen hoàn toàn mở ra trường quầy ly bây giờ đã hoàn toàn là ma trong mắt nàng chỉ có màu máu và giết chóc trường cung cùng tên hòa vũ của nàng hoàn toàn không sợ thiên khê nàng cũng đã không nghe vào bất cứ lời nào của bạch nham nữa nàng phi thân lên trường cung cong lên triển khai tấn công mãnh liệt về phía thiên khê so với vừa rồi nàng đối phó phong cơ ác liệt hơn mấy chục lần bạch nham biết nàng đối với thiên khê có hận cũng có e ngại cho dù dài tất cả phong ấn nàng cũng không thể đánh bại thiên khê nàng bây giờ chẳng khác nào tự tìm đường chết, hắn không thể cam lòng đứng nhìn. Nàng chỉ hơi sức ra, hắn đã không chịu nổi, huống chi là muốn liều mạng với thiên khê. Bạch Nham cắn răng một cái bất chấp mọi thứ, phóng người lên hóa ra nguyên hình ứng long, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, hắn rít gào một tiếng lao vào giữa trường quầy ly và thiên khê. Thiên khê khiếp sợ nhìn con rồng lớn màu đen đang lao về phía hắn, ứng long. Ha, thật đúng là đi mòn dày sắt chẳng tìm được một thì ra ngươi chưa chết. Cánh bạch nham vỗ một cái tạo ra bảo phong đánh về phía thiên khê. Dùng kế này, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Một nguyên văn cả câu là đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu thành ngữ đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công, tìm một cái gì đó rất phí sức nhưng lại không thấy nhưng đến khi nào đó vô tình lại tìm ra. chương 50, Đại Nguyên soái Thiên Đình trưởng quầy ly thấy bạch nham hiện nguyên hình đánh về phía thiên khê, không khỏi thối lui một trượng, hắn đang làm cái gì vậy? Không có kết giới bảo vệ, một khi hắn hiện ra nguyên hình thiên đình nhất định nhận ra hắn vẫn chưa chết, hắn muốn đưa thiên binh thiên tướng tới sao? Hừ, ứng long ngươi hiện nguyên hình là muốn đưa thiên binh thiên tướng tới sao? Thiên khê không hoảng không loạn nói, nhưng thiên binh thiên tướng muốn bắt ngươi chứ không phải ta, cuối cùng vẫn là ngươi tự tìm phiền toái thôi. Một tiếng rồng ngâm, bạch nham quấn chặt thiên khê không cho hắn cơ hội chạy trốn hắn tự động hiện nguyên hình quả thật là muốn dẫn thiên binh thiên tướng đến làm vậy quả thật không khác nào đưa mình vào nguy hiểm nhưng chỉ bằng hắn và trường quầy ly không thể đánh lại được thiên khê chỉ đành mượn sức của thiên binh thiên tướng dù hắn biết đến lúc đó người gặp phiền toái là mình nhưng hắn không thể nào khoanh tay nhìn trường quầy ly gặp chuyện không may bọn họ giao đấu với thiên khê không có khả năng toàn thân trở ra so với bị thiên khê giết không bằng cược một phen rằng hắn không dám chiêu chọc thiên binh thiên tướng. Thiên binh thiên tướng quả thật muốn bắt ta, nhưng bọn họ càng muốn đá vô sắc hơn. Bạch Nham nói, ta chỉ cần giao đá vô sắc ra, người cũng sẽ không phá giải được phong ấn ngũ hành trận. Ha, xem ra ta thật sự đã đánh giá cao tình cảm giữa các ngươi và đỗ tuyền, dù sao ma tính rất nặng xưa nay độc ác, không ngờ ngươi cũng vô tình như vậy. Trưởng quầy ly bắn bốn mũi tên hỏa vũ đều bị thiên khê né được, nàng nóng vội muốn giúp Bạch Nham thoát thân, nhưng hắn cũng một lòng muốn cuốn lấy thiên khê chờ thiên binh thiên tướng đại giá Quang Lâm. Mau rời khỏi đây, về căn nhà nhỏ chờ ta. Tiếng trưởng quầy ly truyền vào trong tai Bạch Nham. Bạch Nham nhìn trưởng quầy ly một cái, không đi. Huynh, bây giờ là lúc để tính cố chấp của Huynh phát tác đấy à? Mau đi ngay cho ta. Không đi. Trưởng quầy ly tính tình nóng này lại xúc động dễ làm hỏng chuyện nhưng nếu Bạch Nham muốn gây chuyện thì còn nghiêm trọng hơn trường Quỳ Ly, lại còn không nghĩ đến hậu quả. Áng mây ngũ sắc xuất hiện, che lấp chút ánh sáng cuối cùng của trăng máu, bầu trời sáng ngời như ban ngày, mây mù trong rừng lấp tức bị xua tan, thay vào đó là ánh sáng thần thánh. Trên bầu trời xa xa truyền đến một giọng nói, Đông Hải ứng long, 500 năm trước trộm thượng cổ thánh vật là đá vô sắc, chịu cực hình thần diệt hủy đi thần hình, không ngờ lại để cho ngươi trốn thoát nay ta lĩnh mệnh của Ngọc Đế bắt ngươi về thiên đình. Trưởng quầy ly khuyên Bạch Nha mấy lần hắn vẫn không chịu đi, thiên binh thiên tướng lại tới nhanh như vậy, nàng vừa tức vừa vội, mắng các ngươi đúng là một lũ ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm, không nhìn thấy huyền kỳ đế quân lúc này đang gây sóng gió làm hại nhân gian sao. Chỉ chăm chăm muốn bắt Bạch Nham trở về, sao không bắt tên ma quỷ thiên khê này trước đi. Trời đất tam giới mỗi nơi có luật pháp riêng, vạn vật đều có duyên pháp, ta chỉ lĩnh ý chỉ của Ngọc Đế bắt ứng long về cửu trọng thiên. Ha, thì ra chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm phải không? Người muốn bắt người, cũng phải xem tâm tình bổn tiểu thư thế nào đã, hãy xưng tên ra. Trưởng Quầy Ly vừa giận vừa phẫn nộ, dương cung bắn bốn mũi tên hỏa vũ vào đám mây ngũ sắc, ép đám thiên binh thiên tướng ẩn thân ở sau đám mây ra. Bổn tọa dược thánh chân quân, một, thiên tướng đứng đầu là một trong tư thánh bắc cực, đại tướng thiên đình dược thánh nguyên soái Viên hảo, trường quầy ly ngẩng đầu nhìn người trên đám mây, đột nhiên không biết phản ứng thế nào. Thiên khê thu tay áo dài nhìn binh tướng đầy trời, thản nhiên cười nói, chư vị thiên binh thiên tướng có việc, bản quân không tiện quấy dày, đi trước. Trưởng quầy ly sao chịu để thiên khê chạy trốn, tên hỏa vũ liên tiếp bắn ra lại đều bị thiên khê phất tay áo đỡ được, chỉ nghe hắn nói, dù sao, dược thánh chân quân đích thân đến, không phải muội nên ôn chuyện cùng hắn sao? Sao cứ quấn quyết lấy ta không buông vậy? Ha ha ha, muội cùng ứng long trốn mấy trăm năm, vừa xuất hiện đã gặp lại cố nhân, thật đúng là thú vị. Tiếng cười của thiên khê còn ở lại, nhưng bóng trắng của hắn lóe lên một cái đã biến mất, chỉ để lại trường quầy ly và bạch nham đối mặt với mấy vạn thiên binh thiên tướng. Bạch nham hóa thành hình người, nhìn đám mây phía xa. Hắn sớm biết rằng thiên binh thiên tướng sẽ đến rất nhanh, nhưng không ngờ người đến lại là Dực Thánh Chân Quân Viên Hảo. Hắn bất an nhìn Trường Quỳ Ly, nàng đang nhìn Dực Thánh Chân Quân, cánh chim xòe ra, trường cung cầm trên tay, giống như lúc nào cũng có thể đột nhiên bắn ra mấy mũi tên hỏa vũ. Nhưng trên người nàng không có chút sát khí nào, mà nước mắt trong mắt nàng làm cho Bạch Nham cảm thấy vô cùng lo sợ. Vì sao người tới lại là Viên Hảo? Dực Thánh Chân Quân đứng ở trên đám mây nhìn xuống dưới, nhìn Trường Quỳ Ly sau đó khẽ thở dài cao giọng nói, ứng long, người thân mang tội, tục sự thế gian cũng không liên quan đến ngươi. Màu rào đá vô sắc ra, nhanh chóng cùng ta về thiên đình. Về cái gì mà về? Có về ngươi đi một mình đi. Trưởng quầy ly dương trường cung đánh về phía rực thánh chân quân, hắn nhướng mày lấy kiếm vàng đỡ. Dù sao, vì sao yêu khí trên người nàng lại nặng như vậy? dực thánh chân quân hỏi. Ha, thì ra ngươi còn nhận ra ta. Viên hảo, ta nghĩ ngươi thành thần rồi sẽ quên hết chuyện cũ cơ đấy. Trưởng quầy ly nói có vẻ cay nghiệt châm chọc, nhưng trong mắt nàng lại là bi thương và hận. Tám trăm năm lâu quá, lâu đến mức nàng nghĩ bọn họ sẽ không gặp lại, lâu đến mức nàng không lường được đến lúc gặp lại nàng sẽ dùng pháp bảo tấn công hắn. Dược thánh chân quân nhìn trưởng quầy ly ngẩn người, lấy lại tinh thần, lại dùng dáng vẻ của nguyên soái thiên đình, đại nghĩa bừng bừng nói, bồn tỏa hôm nay đến vì ứng long, cũng không phải tới ôn chuyện. Trưởng quầy ly nhìn người đàn ông cao cao tại thượng này, vẫn hời hợt như 800 năm trước, nhưng lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Viên hảo trước kia sao có thể dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện với nàng? Viên hảo trước kia đã chết, chết từ 800 năm trước. Người bây giờ đang đứng ở trước mặt nàng là Dực Thánh chân Quân. Ôn chuyện, cũng đúng, ta và chân Quân ngài quả thật không có chuyện cũ gì mà ôn, trưởng quầy ly thu hồi trường cung, nói, người muốn lấy lại đá vô sắc không thành vấn đề, thả bạch nham trước. Không được, Ngọc Đế có chỉ, bắt giữ ứng long. Không được cũng phải được, ý chỉ của Ngọc Đế thì người bảo Ngọc Đế tự đến mà bắt. Trưởng quầy ly mắng, hoặc là thả bạch nham, ta nói cho ngươi đá vô sắc ở đâu. Hoặc là, người giết ta rồi bắt bạch nham. Nàng, đối mặt với sự cương quyết của trưởng quầy ly, dực thánh chân quân có chút do dự, đá vô sắc phải thu hồi, mà ứng long cũng không thể thả, nhưng muốn hắn giết Ly Du Giao thì không thể. Trưởng quầy Ly hạ xuống bên người Bạch Nham, nói nhỏ với hắn, về chỗ nhà nhỏ kia chờ ta. Bạch Nham yên lặng nhìn vào mắt trưởng quầy Ly, hơi hơi lắc đầu, không được, hôm nay thiên binh thiên tướng đều là ta đưa tới, không liên quan đến nàng. Không đợi Bạch Nham nói xong, trưởng quầy Ly cắt đứt lời hắn, trên đời này chẳng có chuyện gì liên quan đến ta cả, ngoại trừ huynh. Huynh định cố chấp trái ý ta sao? bạch nham nghe trường quầy ly nói như vậy không biết nên vui mừng hay nên buồn lo nhưng dực thánh chân quân huynh thật nhiều lời bảo huynh đi thì đi đi trưởng quầy ly khắp quyết nhốt bạch nham vào trong kết giới của mình học bộ dáng hắn ném tòng tố đường phong cũng ném bạch nham ra ngoài dực thánh chân quân thấy thế lập tức đằng vân đuổi theo lại bị trưởng quầy ly chặn đứng không muốn đá vô sắc sao dù sao nàng có biết tự ý thả đào phạm là tội gì không à cái này ta thật sự không biết nếu không ngươi bắt ta về thiên đình để ngọc đế định tội ta đi hôm nay trường quầy ly nhất định muốn đối nghịch với dược thánh chân quân dược thánh chân quân chừng mắt trường quầy ly nửa khắc nghẹn một lúc lâu cũng không nghĩ ra lý do thoái thác chỉ hỏi đá vô sắc đâu bảo đám thủ hạ của ngươi đến từ đâu thì về đó đi ta đưa ngươi đi tìm đá vô sắc trường quầy ly mỉm cười nói dược thánh chân quân nghĩ nghĩ nói được khoát tay đuổi binh tướng mình mang đến đi, còn bản thân từ trên đám mây ngũ sắc bước xuống, bỏ áo giáp trói lọi, thay đổi bộ dạng văn sĩ bình thường đứng ở trước mặt trường Quầy Ly. Trường Quầy Ly sướng sờ nhìn hắn, giống như trên gương mặt này còn có dịu dàng lúc trước, ngũ quan giống nhau thân hình giống nhau vẫn là viên hạo trước kia, là viên hạo vĩnh viễn cười sùng ái nàng, tùy ý nàng cố tình gây sự. Nàng có thể tự lừa mình người cao cao đứng ở trên đám mây là dực thánh chân quân, là nguyên soái thiên đình, là tay sai của Ngọc Đế. Nhưng làm thế nào nàng mới có thể lừa mình rằng người trước mặt không phải viên hảo? Làm thế nào lừa mình rằng nàng và hắn chưa bao giờ có quan hệ? Làm thế nào lừa mình rằng trong lòng nàng không hề yêu hắn, không hối hận, không tự hận chính mình? Nàng lùi một bước xoay người đi, thì ra cho dù qua mấy trăm năm những ký ức đó vẫn rõ ràng giống như vừa xảy ra hôm qua, giống như vừa xảy ra ngay tại một khắc trước. Nàng che miệng mình, sợ không khống chế được sẽ khóc hòa lên nàng không khỏi lại nguyền rùa hắn một lần nữa nếu năm đó hắn dứt khoát chết rồi thì thật tốt năm đó nếu hắn tan thành mây khói thì thật tốt nếu hắn vẫn là viên hạo trước kia thì thật tốt bạch nham đưa nàng đi xem những ký ức trước kia có phải cũng đau lòng khó chịu như vậy hay không có phải cũng hận những ký ức đó hay không hắn sao có thể bảo vệ mạc trúc tuyết mấy trăm năm như vậy nàng chỉ nhìn viên hạo một cái chỉ liếc mắt một cái đã sắp không nhịn được muốn khóc, cho dù thời gian trôi qua đã rất lâu, nàng vẫn không có dũng khí một lần nữa đối mặt với viên hảo. Cục diện hôm nay là một tay nàng tạo thành, là nàng tạo nhiệt, là quả báo nàng nên bị. Viên hảo phát hiện ma tính trên người trường quầy ly càng lúc càng đặc hơn, vô cùng kinh ngạc. 800 năm qua rốt cuộc nàng đã trải qua cái gì, sao lại để nhập ma? Giờ này khắc này nàng đang suy nghĩ cái gì? vì sao ma tính lại giống như muốn phát cuồng. Một kiếp 800 năm trước kia bọn họ lẽ ra đều thuận lợi vượt qua, hắn rõ ràng đã thấy nàng lên thiên đình, nhưng cuối cùng chỉ có một mình hắn nhập thần tịch, được ngọc đế phong thường, còn nàng lại không hề xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dù sao, nàng làm sao vậy? Viên hạo thử hỏi. Nghe được viên hảo ở phía sau gọi nàng, cả người trường quầy ly cứng đờ. Những ký ức vốn phủ đầy bụi bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng, tất cả đều là hạnh phúc từ tay nàng đã hủy diệt. Từ dưới tàng cây đã, viên hạo nói muốn vẽ nàng, nhưng nàng lại không ngồi yên được. Một canh giờ lúc đứng lúc ngồi cuối cùng ngủ mất, khi tỉnh lại viên hạo đang thu dọn bút vẽ. Vẽ xong rồi sao? Trưởng quầy ly không tin lắm, đưa tay cướp bức tranh viên hạo vẽ. Trong bức tranh ly du dao đứng dưới tàng cây đa mỉm cười, bộ dáng mang theo vài phần vui cười nghịch ngợm, khoái hoạt làm cho chính nàng đều cảm thấy ngạc nhiên. Sao vậy? Sao vẻ mặt nàng lại như thế? Ta vẽ không đẹp sao? Viên hảo có hơi lo lắng. Dù sao nhích tới nhích lui, hắn đành phải dựa vào cảm giác để vẽ, cũng không muốn nàng không thích. Dù sao nhìn bức họa kia một lúc lâu, hỏi huynh vẽ không phải ta đúng không? Ta đâu có xinh đẹp như vậy. Viên hảo cười ha hả phải phải, ta vẽ là nữ thần trong mộng của ta, đương nhiên là phải xinh đẹp rồi khi ấy nàng không nên coi hắn đang nói đùa không nên tiêu sái tự cho là nàng có thể không yêu nếu nàng sớm hiểu ra thật ra mình rất yêu hắn nhất định sẽ không để hắn đi chịu chết nàng là nữ thần của hắn vì sao nàng có thể cam tâm tận mắt nhìn hắn chết nàng rõ ràng có thể cứu hắn rõ ràng có thể giữ lại hạnh phúc của nàng nhưng nàng đã hủy nó chính tay hủy diệt tất cả a à, trưởng quầy ly hai tay ôm lấy đầu bốn cánh sau lưng xòe ra thành màu đen u tối viên hạo hoảng hốt, cầm kiếm chắn trước người, trong miệng niệm chú trừ tà, lấy pháp lực của mình chấn áp ma tính bỗng nhiên không khống chế được của trường quỷ ly. Một tứ thánh chân quân còn gọi là bắc cực tứ thánh, bắc phương tứ nguyên soái gồm có Thiên bồng đại nguyên soái chân quân Thiên du phó nguyên soái chân quân Dực thánh bảo đức trừ khánh chân quân Trần vũ linh ứng hữu thánh chân quân Trong thái thượng tam động chú kinh viết Thiên Bồng Tử Vi đại soái là tôn tổ của muôn thần, Thiên Du pháo nguyên soái du hành trong không trung, hắc sát tướng quân dùng lửa thiêu đốt lũ hung ác, Trần Vũ giác tướng có nhiệm vụ khất thủy ở Huyền Đô. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.